ta lục mình không mấy nâng lô cả bà sọc ở nhà thờ sọc bên đại bàn đọc sai thế cả này nâng mơ bạp bọn tình mơ miền này miền mê cầu ấy dù mê cầu tình mơ bà ờ xông cực ai đom bà khai xông cực ai đom lục kiếm tiêu lục sai đồ chí bóng bóng áp bà đồ chí bí xe phục mai bóng ôn đồ miền bóng miền tình chí cực bà bếp bóng tên nâng cả đọc sai đồ viên mặt ai nâng cầu nâng bóng quát cứ khôn cơ bàn xâm rộp xâm rùa bí xa rùi mà hai đáy hai sọc cơ bàn cơ bàn xâm rộp xâm rùa bàn đó rùi hai tay bàn tay bong chúng mục nào nhuận nếp mình bổ rộng chạy cho ôn tôi lại sọc mà bà kênh bàn xông cực cứu này đông thân dương bàn xâm rộp xâm rùa bàn bàn đông hơi nâu rồi bà khôn chương bàn đọc sai bày đóng hay nạ sọc chương bàn xâm rộp xâm rùa bàn đông đây bà bàn tay bà xâm rộp xâm rùa nó có mình tự tùa vô tay bà xông chẳng 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 xông bà xa phi lục dây mớ lục dây càng nghe nâng lục dây dàng mách nâng nâng tùm nọ nâng 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 mơ lục dây mê bà xa mà mơ bà bọt đây nó ngọc chèm xa nằm tình máu mê kâu mơ tình mơ không càng nghe mê kâu tình mơ mách bà nọt lứ đây nâng đại bác nhóm lục bô hay để vì con nám khá lãng tình nấu nhóm thà còn ai nào nấu chá bàn tay nâng chạy nhóm bình đạp bàng bà ôn nhóm thà chăng ngã lục bô hay đó nế vì ạ thóm chạy vì ạ thóm chạy vì ạ thóm chạy nhóm thà thả ở trái kia tao con đây nâng tay trái kia tao còn ai cầm chẳng bàn này anh đây nên mẹ con ai chạm em ai chạm nó con nhầm thả chẳng ăn lục bú hãy đánh đi vườn thóm trái với lúc này hồi hàng ngày nâng tao lúc này là hồi hàng ngày đây nâng tổng phong panna lục gì đây nâng thông đai lục bú panna đây ba đây mà hỏi phải mai có đói đói cao sập mai lục bú có ba mà rồi pram cột là cao sập ấy cha đây nó khiêm trang chỉ miệng xuôi lục giấy và bọt đây nó đau lắm chứ mua nè đây nó tăng vì chất một buồn mắt không chặn năng máng lục bô đây nó cứ đây lục giấy từ tua ban tăng vì chất một buồn màu cha và hãy chỉ mua cam mà sất đây nhờ thơ phun khung từ tua xóa đây giờ là đây là bọn nè nà đây nó lại nó ban nó ban tăng nhưng mà vì chất buồn nó không ông mày khung ông mày khung ông mày khung đây nó cam sất chỉ mua là bọn nè nà ở đây nè mày cầu toàn miền cam tóm tận tài đây cọt nào đặt công kiện bên dây công kiện bên ông nhóm nó ai chụp nó bỏ quạt quạt thả đầy nắng kia đây nó bỏ quạt chắp ta đại quạt đầu thơ bị chặt vào mũi màu thơ bị chia cà phê bạn mẹ này thơ còn slo cả cả số máy slo quá cả chặt vào mũi màu mà chẳng cả bàn chạy đầu viên phòng ôn quạt nắng mặt bàn cho sầm rong đằng kia mình đòi ôn đây đầu viên tôn đằng quạt đấy nè vậy mà chạy nó chia mà tay và chân nào nhom nắng đây chia bong bằng cá đồ bong nào nà đi chân đây nắng mình đây lục giấy tôi chia mà tay bong bong ni ấy và tập pi lấy có con quạt đây chiêm vô và con ta lớp chiêm trăng xu giống mấy bong miếng sạc bằng máu thà đây ní pro bọt thằng đóm lục giấy chỉ nẹt từ bàn mẹ đấy bàn đây là mày phun ai đóm quạt đầu đang quạt đăng mà mày phun này nà mày phun màu đấy bạc màu mơ mày phun toàn màu mày phun lang một mực mơ mong xuống mong xuống tầm mà mát đây mày phun nên mặc cái này còn bao nghĩa anh nghĩa bằng mày phun à nhưng mày phun bao từ tôi là cầm càng như thế giờ đây đi bọt đám nó phun bẹt xe tại khi mà người ta bọt đây thôi chỉ bọt quán cắt chỗ bán từ năm đi qua đập bảy đây đó thì bọt đã đâu đâu sau đằng sau mà từ sang nhưng non bò mày phun chặt máu quạt vì bẹt xe quạt đằng bọt đám quạt lọt đó ai còn chơi mà đấy thay đó mới nè nó đang tìm bọt đây nó lại mà mới thế nào ông mày phun tập đang xe ô lục ta đây chỉ đọc các chú mấy thì sang đi qua đầm vậy đang đó hay đang một sông đang bọt đó mới sông sông lục ta mày sang tịch máu hay mày tâm bia ơi chả nào hơi hay mới khơi như phụ ai chưa niệm khan đó quan chẳng mà ông chỉ niệm số ông bà ông khiêm trọng chỉ niệm số ông từ mà tê ta đây không ca để tìm tiền ấy là bao lục dây men đấy là bao lục dây bất bạc tê ba đây đang bao dây ba chai men bọt lục dây men và bọt lục dây men hay khui pro ôn bất chỉ câu là bọt quạt men á bọt con men và ban hai ông bàn nâng và ông đó ông trên cui mà mơ là ôn ta đây nâng dạng mách ai miên chậm này xây khá ban gì ai trong ban đây nâng mình này ai chơi prabon mà đấy nhóm chạp tăng bị bay bay mau lục ai đồng anh cái chạp bị bay bay cả lấy ai dụng màn hơi nhóm hà chiêng ấy hà bao màn hà phải ham hà muối vậy cho ba ha ประมาณ55 55ฮะเมื่อឆ្នាំ88ไอ้อายุประมาณ
យុមានហ៎7 10អើ7 10ចាប់ដីបានណាមើលនិយាយមកខ្ញុំធ្វើឆ្លប់ឯងធ្វើឆ្លប់តាំងអាយុប្រហែលយុ7 10មើលឥឡូវមេភូមិម្នាក់បងប្រុសនឹងវាធ្វើឆ្លប់ប៉ិនប្រកបទេមកមេភូមិអ៊ំលោកតាអញ្ជើញមកលោកតាមើលមើលដកមើល83 83ឥឡូវវា55ដកមើលអាយុប្រហែលលោកពូខ្ញុំកាត់ប្រសាបន្តិចហើយខ្ញុំឡៃវានឹងកាត់វាយុឲ្យឡៃកាត់ឆ្នាំ69ហើយមកឡៅនឹងមកលោកពូវាចេះចាប់ដៃអីឆ្លប់ឬក៏វាអត់ចេះចាប់ដៃដែរឲ្យវាអត់ចេះចាប់ដៃទេលោកពូវានៅទូចទៅកាត់ពី69នឹងមកលោកពូឯងគូខ្ញុំដឹងហើយលោកយាយវាស្លៀកខោមិនតាន់ត្រង់ផងនិយាយនឹងទៅនិយាយទៅចាប់ដៃហ្មងមើលអ៊ំវាធ្វើឆ្លប់មែនអត់ទេបងប្រុសវាធ្វើឆ្លប់មែនទេបាទរឿងដៃហ្នឹងប្រវត្តិដៃហ្នឹងខ្ញុំបានដោះស្រាយពីរដងចែកហើយបាទចែកហើយលោកព្រំលោកយកព្រំបាទលោកព្រំចែកគ្នាបាទដល់អាប្អូនស្រីវានៅឆ្ងាយប្តីត្រូវទៅហៀនធ្វើអីផងម្លោះឲ្យគ្នាមិនបានមកថិតទេបាទមិនបានមកថិតទេក៏ប្អូននេះទៅយកទៀតបាទលោកអាឡៃព្រំហ្នឹងយកទៅហ្នឹងចឹងអត់អីទេចឹងបាទបានលោកមើលដាក់អីឲ្យលោកតាអង្គុយចិត្តហ្នឹងក៏ត្រូវសួរឲ្យលោកតាមានប្រសាសន៍មកប្អូនផងប្អូនផងមកសុំលោកតាមើលលោកតាមេភូមិអតីតមេភូមិរបស់យើងនេះលោកជាឪពុកម្ដាយនៅនឹងតាំងពី79មកលោកមានប្រសាសន៍ហ្នឹងត្រូវខុសដែលបានចែកគ្នាឲ្យឯងទៅលោកព្រំយកពីប្អូននេះតើមែនទេអត់ត្រូវឲ្យអាយដំលែងអត់ត្រូវឲ្យលោកអាយដំមុខឯងហ្នឹងមើលដោះម៉ាស់ចេញគ្មានឆ្លងប្រហែលនេះនៅឈរឆ្ងាយចឹងតែខ្ញុំទឹកហូរពីលេចមកបុកខ្ញុំលក់ប្លោះពីជើងផ្ទះមុខឯងប្រាប់បងច្រើនជើងមាត់ឯងតើឯងចង់បានយកទៅធ្វើស្អីបើលោកម្ដាយចែកហើយដៃគាត់និយាយពាក្យមុនប្រាប់ឯងដងសាពាក្យបលឹះទាំងអស់អត់មានថយមួយឯងមានម្ដាយថាម្ដាយណាលោកម្ដាយណាទៅប្រកាច់ប្រខូចទេបើសិនជាគាត់គ្មានចិត្តជាមួយឯងគាត់មិនប្រោតដៃនឹងឯងទេដៃនឹងឯងបានដោយសារគាត់ឲ្យដៃគាត់អត់មានឲ្យទេបើគាត់មិនឲ្យឯងធ្វើម៉េចបានខ្ញុំអ្នកចាប់ឯងកាប់អាយុប្រហែលខ្ញុំចាប់កាល83ឯង83ឯងអាយុប្រហែលមើលយកសភៅយកនេះមកមើលឥឡូវមើលតាញៀនបានតិចមើលបងចង់ដឹងឯងអាយុប្រហែលពេលនោះឯងនេះសង្ស័យមិនតាន់ហាមែនទេនេះមើលយកតាញៀនបានមើលតិចមើលយកមកមើលបងចង់ដឹងថាវាចេះកាប់ព្រៃយុប្រហែលហ៎បាទមើលមើលមកចង់បានហូហេតមើលហ៎ឯណាមើលយកតាញៀនបានឲ្យបងមើលហ៎អត់តាញៀនបានអីណាបានដាក់មកលោកឯងដំម្លេះខ្ញុំឆ្នាំវកឯងឆ្នាំវកហ៎បាទបាទបើឯងឆ្នាំវកមិនទេឯងឆ្នាំវកឯង80ឥឡូវមកទល់ឆ្នាំនេះឯងប្រហែលជាអាយុ40ទេសែខ្ញុំឆ្នាំវកអសួរម៉ែខ្ញុំមើល38អត់ទេវាលោកពូវាកាលឆ្នាំ69 38មែនទេវាកាលឆ្នាំ69លោកពូ69ចាឥឡូវវាអាយុ54ហើយ54 53 54 69បើលោកយាយមានប្រសាសន៍អញ្ចឹង69រហូតមកដល់69 70 80 83ឯងទៅអាយុ5 10 4 5 10ឯងទៅកាត់ព្រៃណាកើតបងមើលឯងកំចង់បានអីវាហុកហែតពេកមើលបងសួរខ្ញុំចាប់ខ្ញុំមួយទួនខ្លួនសួរគាត់គាត់មកដែរអ្នកណាទៅឆ្លោកមួយខ្ញុំតាក្រោយអត់ទេទៅជឿអ្នកណាក្រៅពីលោកឪពុកមេភូមិនេះបើលោកឪពុកជាមេភូមិលោកអ្នកចាប់ចែងនៅកន្លែងនឹងហើយទៅជឿអ្នកណាក្រៅពីនឹងទៀតបងសួរគាត់មានបានមកចែកមួយខ្ញុំឯងលោកមេភូមិហើយម៉ែខ្ញុំនិយាយអាពាងសិពាកបលឹះទាំងអស់ខ្ញុំនិយាយសារការពិតអត់ទេបងជឿឯងនេះមុខឯងគ្មានការពិតជាមួយបងប្រមាណទេនៅរឿងខ្លះមិនទាន់ប្រាប់បងអស់ផងមុខនោះមានរឿងខ្លះមិនទាន់ប្រាប់បងអស់ទេតែបងខ្ជិលណាដីនឹងឥឡូវមើលលោកយាយកាលនឹងលោកយាយរត់ឲ្យលោកយាយប្រមាណចាកាលនឹងរត់ផ្ដាល់ឲ្យលោកយាយចាប់បានប្រមាណ105ម៉ែត្រចាស្បាលខ្សែមកហូតខ្ញុំក្បាលខ្សែពីក្រោមហ្នឹងមកហ្នឹងទួលហ្នឹងហូតមកខ្ញុំប៉ុន្តែកាលនឹងលោកយាយបានចែកទៅឲ្យបងស្រីប្រមាណបងប្រុសនេះប្រមាណចាំមើលខ្ញុំប្រាក់វាអត់ចែកទេខ្ញុំចែកដៃឲ្យវាហាយអស់វាលក់ចែកលក់អស់ទៅដល់វាអត់ដៃនៅវាយកបានជួបកូនប្រពន្ធវាក្រោយហ្នឹងវានាំគ្នាដឹកដៃចំណៅលើដៃហ្នឹងខ្ញុំថាអូនកូនឯងនៅចាស់កូនប៉ុន្តែហ្នឹងឲ្យចែកគ្នាពីរនាក់អញ្ចឹងពេលដែលវាមានបងប្រុសនេះវាមានដៃដែរប៉ុន្តែវាលក់អស់ទៅចាវាលក់អស់ទៅវាចាប់ដៃជាមួយប្រពន្ធក្រោយក៏ធ្វើតំណាងមិននៅលើដីនឹងចាលើដីនឹងលោកយាយមានប្រសាសន៍ថាដីនឹងគឺចែកឲ្យបងដែរចាហើយឲ្យបងនឹងប៉ុណ្ណឹងខ្លះដែរចាបាទហើយឥឡូវនឹងត្រូវវាយកទាំងអស់ចាឥឡូវលោកយាយចង់ឲ្យវាប្រមាណខ្ញុំថាឡៅនឹងបើចែកគ្នាបាក់កដាលម្នាក់ទៅឲ្យបងស្រីបាក់កដាលវាបាក់កដាលទៅហ៎ចាបាទចុះអ៊ំមីភូមិអ៊ំយល់ថាយ៉ាងម៉េចដែរអ៊ំមានប្រសាសន៍យ៉ាងម៉េចដែរបើសិនជាលោកយាយគាត់មានប្រសាសន៍អញ្ចឹងកុំសួរអ្នកចង់បានសួរមេចំណែកវិញបាទនឹង
កាលខ្ញុំក៏ចែកចឹងដែរខ្ញុំចែកដោះស្រាយពីរដងបានចែកចឹងហើយមេភូមិទាំង3នាក់ហ្នឹងប៉ិនស្លាប់ពីរនាក់ហើយនៅខ្ញុំមួយខ្ញុំមេភូមិ84បាទហើយវាចាប់ពី83អំពីពូតាំងពី84មកបាទហើយវាថាវាកាប់តាំង83បាទហើយកាលនោះ83មានមែនអត់ទេអត់មានទេអើយ៉ាចង់បានមែនអូនណាបងសួរចង់បានមែនអូនចង់បានរបស់អ្វីដែលយើងចង់បានខុសការពិតយើងអត់បានទេតោះនេះគេបណ្ដោយប្អូនទេតោះនេះមិនចឹងឥឡូវលោកអ៊ំអ៊ំមេភូមិអ៊ំបានដោះ3ដងហើយកំណត់អញ្ចឹងហើយអញ្ចឹងឯអ៊ំបាទបាទប៉ុន្តែនៅតែភាគីអ្នកចង់បានមិនព្រមឲ្យបាទគាត់ព្រមឲ្យឥឡូវខ្ញុំសួរមួយម៉ាត់មើលអាប្អូនឯងឲ្យទេឲ្យតាមលោកម្ដាយបែងចែកដែរឬក៏អត់អាហ្នឹងបងសម្រាប់ចុងក្រោយបងអត់មានយកទួលនីតិជាបាយខេតទេណាយកទួលនីតិជាបងឯងក្នុងក្រុមគ្រួសារតិចខាងមកសាលាខេតបងយកទួលនីតិជាបាយខេតអត់ទេម៉ោងហ្នឹងគឺបងអត់ប្រើទួលនីតិជាបាយខេតទេទួលនីតិជាបាយខេតនៅពេលណាដែលបងបញ្ជាជំនាញឲ្យបំពេញទៅលើលិខិតស្នាមទៅលើផ្លូវច្បាប់ក្រោយពីការសម្រងសម្រួលរួចអាហ្នឹងមានសិទ្ធិបញ្ជាមែនក្នុងនាមជាបាយខេតប៉ុន្តែតែបើក្នុងនាមក្នុងការអាកាត់នៅក្នុងគ្រួសាររបស់យើងអ្នកលោបលន់អ្នកចង់បានណាមិនផ្ដល់លទ្ធភាពទៅឲ្យអ្នកត្រឹមត្រូវអានឹងបងប្រើសិទ្ធិក្នុងនាមបងជាបងឯងក្នុងគ្រួសារតោះនេះអើឥឡូវនិយាយមកនិយាយម្ដងទៀតនិយាយម្ដងទៀតមកតែខ្ញុំដីគាត់ចែកបងប្អូនខ្ញុំសិតខ្លាយខ្ញុំចាប់បានដីព្រៃប៉ុណ្ណឹងហើយក៏គាត់ទៀមទាត់ទៀតខ្ញុំមានដីណាឲ្យព្រោះដីបានប៉ុណ្ណឹងចែកឲ្យកូនខ្ញុំមកកូនខ្ញុំ4នាក់កូន4នាក់បាទកូនឯង4នាក់អាយុប្រហែលខ្លះបងសួរហ៎ណាមអីណាមអីទៅសួរម៉ែវាតើកូនមិនដឹងផងអញ្ចឹងបានវាមិនដឹងថាដីនឹងដីណាហ្នឹងម៉ែប្រាប់ថាម៉ែចែកឲ្យចិត្តភ្លេចហ្នឹងដឹងមានចែកម៉ែមានចែកដីមានអ្នកណាដឹងលើដីខ្ញុំអ្នកចាប់អត់ទេកុំនិយាយអញ្ចឹងឯងតតមាត់ជាមួយបងខុសការពិតអត់ឥឡូវហ្នឹងណោះលោកតាដែលជាឪពុកម្ដាយមេភូមិលោកនៅទីហ្នឹងដែលលោកជាម្ចាស់ទឹកម្ចាស់ដីឯងកុំចង់បានដោយគ្មានការអៀនខ្មាស់ពេកណាបងប្រាប់ណាខ្ញុំអញ្ចឹងមិនល្អទេម្ល៉េះហ្នឹងមេឃុំបកាដីបាល់ដីណាអត់មានគេឲ្យអត់មានឲ្យង្គៀនទុកទេឥឡូវដីហ្នឹងឥឡូវមានចំជីឯនៅមានធ្វើបានឯនៅគេអត់ធ្វើឲ្យទេអ៊ំគេអត់ធ្វើឲ្យហាងលពូតាន់ធ្វើហ្នឹងអត់ធ្វើឲ្យទេឥឡូវមើលនិយាយឲ្យច្បាស់តើលោកម្ដាយត្រូវការចំណាយដីខ្លះមកវិញសម្រាប់ឲ្យបងប្អូនស្រីដែលជាដីរបស់គាត់អត់និយាយរឿងដីរបស់បងប្អូនទេព្រោះគាត់តែឲ្យបងប្អូនទៅនៅមិនដែលម្ដាយលើលោកណាទៅនិយាយខុសពីការពិតទៅបំពេញយករបស់បងប្អូនទេអត់មានទេអត់មានតតែសោះបងត្រូវឈរខាងលោកយាយបងឈរខាងលោកយាយព្រោះបងក៏ជាឪពុកគេម្នាក់សប្តាហ៍នេះបងដឹងថាតម្លៃឪពុករបៀបម៉េចតម្លៃម្ដាយរបៀបម៉េចចំពោះកូនណាមានចំពោះកូនយ៉ាងម៉េចណាបងអត់ទេណាបងអត់ត្រូវឲ្យប្អូនធ្វើរបៀបនេះនៅក្នុងគ្រួសាររបស់យើងទេបងដាច់ខាតមិនឲ្យប្អូនធ្វើដាច់ខាតណាមិនឲ្យប្អូនធ្វើរបៀបនេះក្នុងគ្រួសារយើងទេវាអស់តម្លៃបាត់ភាពសច្ចៈបាត់ភាពត្រឹមត្រូវបាត់ភាពទៀងត្រង់ណាអត់ឲ្យប្អូនធ្វើអញ្ចឹងទេប្អូនពិចារណាឲ្យប្រាប់បងវិញតើប្អូនចង់បានដោយសារមូលហេតុអីណាបានជាប្អូនចង់បានពីលោកម្ដាយទាំងអស់ពីប្អូនចំណាយរបស់ប្អូនតើប្អូនមានមូលហេតុអីប្រាប់បងប្រាប់បងនៅក្នុងគណៈនេះអត់មានបាត់បង់នៃការពិតទេបងយកហេតុផលពីលោកមេភូមិដែលលោកជាលោកឪពុកនៅទីនោះតាំងពីឆ្នាំ84មកណាលោកមានមូលដ្ឋានច្បាស់ណាស់នៅក្នុងការពិចារណាហើយក្នុងការផ្ដល់នូវហេតុផលដើម្បីបងមានសុភវិនិច្ឆ័យនៅក្នុងពេលនេះណាច្បាស់ណាស់មិនអាចឲ្យបងមកបំពេញការពិតបានទេច្បាប់បងអត់ទាន់បានប្រើច្បាប់ទេណាបងកំពុងតែរៀបចំសម្របសម្រួលក្នុងលក្ខណៈគ្រួសាររបស់យើងតែបើអ្នកបំពេញខុសពីច្បាប់គឺបងត្រូវតែយកច្បាប់មកប្រើបងប្រាប់ឲ្យត្រង់ហើយបើពេលបងប្រើច្បាប់ហើយអានឹងវាអត់មានមនោសញ្ចេតនាគ្រួសារតទៅទៀតទេណាបងចង់រស់តែឯងដើម្បីស្អីបងដឹកដៃគ្នាមកចេញពីអតរតមួយលោកម្ដាយមានការបែងចែកលោកម្ដាយមានការផ្ដល់ឲ្យបងមានកំណត់លោបលន់អញ្ចឹងតើបងធ្វើអញ្ចឹងដើម្បីស្អីណាឥឡូវបងសួរបងម្ដងការចង់បានរបស់បងដោយសារមូលហេតុស្អីមានបញ្ហាប្រឈមស្អីមើលប្រាប់មកបងមើលប្រាប់មកបងរកចាំស្ដាប់មកចង់បានលោបលន់ឯអាយដំព្រោះដៃខ្ញុំចាប់ពិតខ្ញុំនិយាយទៀងត្រង់អត់ទេអត់ទេបងអត់ទទួលយកបានបងសំខាន់បំផុតបើលោកមេភូមិអះអាងថាដីនឹងពិតជាដីប្អូនមែនបងនៅខាងប្អូនប៉ុន្តែលោកមេភូមិជាលោកឪពុកនៅទីនោះលោកបាននិយាយហើយថាដីនេះជាដីរបស់លោកម្ដាយប្អូនមិនមែនជាដីរបស់ប្អូនទេបងអត់ទាន់យកច្បាប់មកនិយាយទេណាបងប្រាប់ប្អូនត្រូវគិតពីបញ្ហាភាពត្រឹមត្រូវនិងភាពត្រឹមត្រង់ទៀងត្រង់នៅក្នុងគ្រួសារយើងឲ្យហើយអានឹងបងប្រាប់ណាអត់មានធ្វើតាមអំពើចិត្តបានទេបងបានបញ្ចូលខ្លួនជាសមាជិកគ្រប់ក្រុមគ្រួសារទាំងអស់នៅក្នុងខេត្តនេះបងត្រូវរកភាពត្រឹមត្រូវជូនសម្រាប់គ្រួសារយើងគ្រប់ក្រុមគ្រួសារហើយក៏បងមិនពេញចិត្តជាមួយនឹងបងប្អូនណាដែលមានចរិតចង់បានបំពេញខុសបំពេញត្រូវនឹងដែរបំពេញទៅលើផ្លូវត្រូវនឹងគឺបងមិនត្រូវការទេចាំណាបងប្អូននិយាយឲ្យគិតម្ដងទៀតបងសួរម្ដងទៀតតើបងប្អូនមានបញ្ហាស្អីបានជាបងប្អូនចង់បានដីនេះតែម្នាក់ឯងឆ្លើយឲ្យបងស្ដាប់តើបងប្អូនមានបញ្ហាអីបងប្អូនអត់មានបញ្ហាអីទេលោកអាយដំប៉ុន្តែដី
đây nhóm nó chấp nhóm cặp qua hay à thế mà xin gì bao này dây chấn mê phum luộc bắp rải bay đón hay luôn nơi tăng bị ca cọc cả đây này luộc mang thưa cả bay chạy thời bơm cùng lúc sau bong nâng spur tờ rốt tầm nắp sai khẳng đám là bọc lực mình phung hay bong mình chí ai ăn bọc cho bạc do tam cá bọc sai khẳng đám là bọc mình phung ạc miên ai bọn thưa tam bởi chất bán này chẳng mặt bọn xua hỏi thả ta bọn vô giả mệnh bán dịp bọn thưa hình chẳng hết phá là bị mệnh ca là ba là bị mệnh bán dịp bọn thưa hình chẳng bọn ta bọn cho bạc bọn anh mau đấy bọn nhóm mau hay nà bọn xua bọn bọn nâng ăn bọn ta mà bây đây chỉ ca xâm rách là bọn lúc mình phung bây chìm non mà lúc mình phung bây chìm non lớp hai phần là bong cho bà. Bởi xin gì ai khoa ai xông luôn mà ai nữa cả lại nâng. Xông bằng anh xông xông chụp cua một bong bong nâng bong nâng nông niêm sạc xây mà đẹp bong cho luôn chú ý xong đó chụp lại. Tay chụp cua ở ôn dốc đây luôn mà ai từ lúc luôn đói bằng pin. Để thưa con mình ca chưa chắc. Khôi chất chụp mũi đường con mà đẹp để con tình châm là hốt đòi dụ chiêng sai chiêng hà đi. Bởi sao đây mà đông đi cứ bà đại khám nâng nông cửa xa rồi bỏ chứ. Bong trời cao bong xông con xông bằng anh bong chọn đặt. Xông con bong ai. Hai phần lúc mình phun bong từ thu dọc bàn. Thả đây đi bất chuyện đây là bong lục dây mềm. Ở miền bon chữ anh bon chữ anh bởi chỉ mua anh chỉ mua năng nẹt là tết bon nó bị chà nà chỉ mua anh chỉ mua năng lộ mà đại bon tôi chưa lộ mà đại hay chưa chỉ mua năng lộ phúc đại chỉ ở nhà thôi đại đây chỉ mấy phút bay chỉ non đi ai trong màn màn anh xong lộ mà đại bon sọc bon ai xong phong tay bởi chỉ mua anh thay anh tới thì giờ bon ở đại khám ắt ao gì mỏng chấm chấm xong đây bon cứ mình ao gì mỏng đây đi mình toàn miền bắc rồi nghe chỉ ở nay giờ bắc cả cam cà sôi ở đây nâng bậc thiên cả nã cam cà bóc sai cầm nọ đây clip thật hay sầm khăn cứ gặp bậc đây là bọn nẹt na nẹt đường ban nẹt na lục luôn nẹt na trong ban bọn kia cứ mình trời gọi anh nói rứa mình chẳng lục dây lục ca thêm dây dân trời khóc ắt áo chứ ắt áo chẳng mà nâng dây cái này thôi ắt miên mà rưng từ tưng từ tê ngay đây bao bằng pin bằng pi chẳng ắt miên đây nè ắt trời ơi bọn thưa bằng pin đi tách khác nâng không lẽ cái nãy chỉ cua sa là bọn gì ắt áo miên ắt áo miên đây từ bọn trong ban của man xong lục mà đái bọn sắp lục mà đái là lấy nhóm trời cả đây nâng đời xa mua được hết dây khác bọn sắp mua được hết bọn chứ bác lo bọn mình cho luôn chui bọn đang bây phải chọc xong đường đi hãy bớt bụng nước sau đây đi cứ nơi tại đây là đài căm mà xích con mình tới tôi bán là mà trâm luôn này to con to chai tới nơi tại đây chắc việc không xích sọc cho bạc tại bọn trong bàn đấy tờ hai nước bọn bị chọc xong đường đường nào đang bây giờ sốc tầng ngọt kia thì chết chết thì chết rong tầng ngọt kia miên phép sốc đông miên phép sốc san là không có xa dưỡng tầng ngọt kia xong lúc này ông xong quan mấy cái lúc ấy đồng của đây đây nhôm à tao vậy công giấy thằng đây là anh mà mới lục giấy ta sao tao ngó cái ta đây là ba lục giấy rồi còn đây bọc ôn pro bên đây ba lục giấy tiền đây và đây bọc ôn pro tiền đây cho đây nữa đây bọc ôn pro đây được ạ sao đáp á mai dương tao không công tao sao đáp nước nông hay thao tao hay bón được vô bột mai dương tao mà nước nông càng gì đi đào bây cho rúm vi nịch hay phơi cá sầm rộp sầm rộp đi nước bê bật tiệt hay bón được vô càng quạt tao đời miền lục ông miền phun đại chi lục bốc bay chìm non đại tin đi lục mình có đào hãy bón mình ăn cắt tam nâng tại mà đó ăn miền tam chặt ôn này dòng dây chẳng kho tới lục dây lục ta ăn miền dương ca chọn ba năm mũi đời bằng pin cứ không miên mà không miên ăn đây chợ bắp cua sa không miên chợ bắp rót không miên ăn ăn tới thừa thừa chẳng lại khác ăn sồng không miên sồng cò sồng khoát sồng ăn miền cò hay từ lui là bọc kí không miên hay từ lui là bọc kí từ bằng pin vô bọc kí cứ không miên mình ban lại khác toán đấy xong xong luôn mà đại xong xong bảo man mai là lấy khi xong bảo man chơi mà anh nhỉ vì miên buôn nè đây nó vì miên mà đôi ba mét là lấy khi ông chơi cho chơi mà anh phần này phần đâu hơi mà anh cứ gọi khi ông phần này mau chơi cho dây tới phía bích mai cái khu ta lọ hai đây có anh mình gì bộ ôn mình gì thế bon mình do ca sầm lại pilot bị phun ca sầm mai nu hai bon mình chỉ ở chầm niên trong một cả bọn gì khay đâu phải được mấy cái lúc gì lúc ta trong kịch thành chân kho tới bóng ca bạc sài là bóng bóng ăn miên thơ phía bạc nào bạc tế phúc mai là bọc dưỡng tiền phúc mai tam phơi cho bắp nên phúc mai nơi khả năng trụ xá cứ lúc nhìn chơi mà cho ruộng hết phơi cá bạc sài tặng ngọc này xâm rách tặng ngọc này cao bị ca xâm rách rúi cứ bằng chóc ao chìm nín một cá tạm nâng nì hay ăn miên bạc đăng ngay nà tiết đây ta bạc sài chóc cho bài lúc mình khung lúc mình phúc ăn miên trời ta tuôn bị bạc đăng ngay nà tiết đây ta dương xâm rách rúi khả dương trụ xá dương rúi ai cập hiếp khả rúi bạc đăng ngay ăn miên ngày nực nâng chê ngày nâng nực cho thế ở đây cứ bạc chóc mà bạn xong xong luôn mà đây ôn trời cao của màn có bao dứt nè có bao dứt xong ạ xong xong luôn mà đây luôn mà đây lấy nhóm tôn phần này nhóm chọn bàn phần nó xong bàn đăng này đăng đây nhóm qua bằng mấy nhà đâu đôi quạt tha đi đây nhóm qua rồi học sập cái tôi sẽ đuôi chưa cái tôi xe xe pi các bạn học sập bạn lụ bạt xe đi ấy à đây nhóm qua bằng mình
មុនចេញមកឃើញតែ60ទេបាទបងជឿពួកឯងទៅ60 42ហ៎ចាលោកយាយអើយឥឡូវដីនេះវាមានតែ60ម៉ែត្រ42ទេណាអត់តែលោកពូដីហ្នឹងខ្ញុំតវ៉ាកន្លែងណាបដ້ອຍបដ້ອຍដែលហ្នឹងវាដែលបដ້ອຍហ្នឹងក្បាលវាហ្នឹង145ម៉ែត្រហើយតែតឹងតោសំលោកពូខ្ញុំអត់កុហកទេខ្ញុំអត់កុហកទេលោកពូចុះឯងមិនដីហ្នឹងវារួញពីនេះវិញមិនជឿតវ៉ាខ្ញុំឲ្យតវ៉ាទៅខ្ញុំនិយាយសត្វកាប៉ិតហើយខ្ញុំសុំនិយាយថាបានបងស្ដាប់ចាខ្ញុំអើយគាត់ចាប់គាត់ចាប់គាត់ថាឆ្នាំ83ខ្ញុំអត់ដឹងទេគាត់ចាប់ប៉ុន្តែគាត់ខ្ញុំមកយកគាត់នេះនៅឆ្នាំ2000លោកពូប៉ុន្តែដីហ្នឹងសត្វដីព្រៃច្រងទាំងអស់ហើយខ្ញុំអត់ធ្វើថ្នាក់អាស្រ័យនៅកន្លែងហ្នឹងខ្ញុំអើយកាប់គាត់បដើខ្ញុំអាស្រ័យផលបដើឲ្យកូនខ្ញុំនោះពូគេហ្នឹងអាយុ21ឆ្នាំហើយលោកពូមកនៅលើដីហ្នឹងកូនងាយលើដីហ្នឹងហ្មងហើយដីសត្វព្រៃច្រងតើលោកពូគិតតែម៉េចហើយដីកាលហ្នឹងខ្ញុំក៏ច្បាស់បានដែរស្រុកខ្ញុំនៅទនីនោះប៉ុន្តែខ្ញុំមកចាប់ក្រោយគាត់បងខ្ញុំមកចាប់នៅក្រោយគាត់នេះក្រោយគាត់ដែលចំណៅស្រុកហ្នឹងអត់មានណាទៀមទៀផងហើយដីកាលហ្នឹងលោកពូខ្ញុំសុំនិយាយទៀតស្ដាប់បងសិនស្ដាប់បងស្ដាប់បងសិនណាបងកាប់ឯងបើសិនជាគ្មានការទៀមទៀហើយដីក៏លោកឪពុកក៏លោកមេភូមិ3ជំនាន់ណោះលោកបានដោះ3ដងហើយលោកអ៊ំមេភូមិគាត់បានដោះ3ដងហើយណាហេតុអីក៏ប្អូនថាគេមិនទៀមទាមានការទៀមទាហ៎ខ្ញុំសុំនិយាយបន្តិចលោកអាដាមអង្ការគាត់ទៅវោះហ្នឹងក៏អត់បានសម្រេចដែរគាត់ឃើញផ្លូវទឹកហ្នឹងគាត់អនុណោម៉ាត់ហ្មងខ្ញុំនិយាយតែការពិតខ្ញុំមកនេះខ្ញុំមកសតការពិតទាំងអស់តើលោកអាដាមគិតម៉េចខ្ញុំព្រោះខ្ញុំមកហ្នឹងសតដីព្រៃទាំងអស់ហើយខ្ញុំមកនៅលើដីហ្នឹងកូនខ្ញុំ21ឆ្នាំហើយហើយដីកាលហ្នឹងលោកសួនហួនគាត់ថាក្បាលដីណាក៏ដោយកុំជំគាំងទឹកតើគេកាប់គាត់បានគេសាយផលយោហើយហើយដីហ្នឹងក៏គ្មាននៅក្បាលដីគាត់ដែរហ្នឹងខ្ញុំសុំនិយាយប៉ណ្ណឹងលោកពូព្រោះខ្ញុំប្រពន្ធគាត់ក្រោយទេមកប្រពន្ធមុនគាត់ចែកអីក៏ខ្ញុំអត់ដឹងដែរអូបងធំមាន12ផងចាឯងភ្លេចទីឯងមានមួយភ្លេចមួយហ្នឹងបងសួរហ៎តោះបានហើយឥឡូវចេះបងមិនយាយទេណាគ្រួសារយើងត្រូវតែមានការសន្តោសគ្នាទៅវិញទៅមកណាបងកូនទីប្រមាណឯងកូនទីប្រមាណបងប្រុសខ្ញុំទី1ទី1លោកឪពុកតាហើយលោកឪពុកឆ្លាប់បាត់ហើយបើលោកឪពុកស្លាប់ប្អូនគឺបើសិនជាក្នុងឋានានុក្រមគ្រួសារជនជាតិយើងកាលណាលោកឪពុកអនិច្ចធម៌ប្អូនកូនប្រុសច្បងគឺជាលោកឪពុកណាហើយឯងមានប្អូនប្រមាណអ្នកអូនខ្ញុំ6នាក់អូន6នាក់បាទ6នាក់ហើយលោកយាយមានដីប្រមាណកន្លែងលោកដីគាត់ច្រើនកន្លែងគាត់ចែកឲ្យប្អូនប្អូនស្រីខ្លៃខ្ញុំគាត់មានចែកអីចែកគោរឹមគាត់យកវិញការប្អូនមុនហើយខ្ញុំកាត់ប្រសាសន៍តែលោកពូខ្ញុំចែកដីឲ្យមានកន្លែងអស់វាលក់អស់ហើយពលអហើយលោកពូហើយប្រពន្ធមិញយាយមិញអត់ការប៉ិតទេលោកពូដៃអត់មានព្រៃច្រោងទេលោកពូម្នាល់ហ្នឹងមកចន្ទ9អត់មានព្រៃច្រោងទេលោកពូមានតែកពតងៀងកពតភ្លួងទេឥឡូវចេះអ៊ំក៏ដបូក7ដបូក1 5លានកាយដាក់ខ្ញុំនិយាយតិចហ្នឹងបងស្ដាប់សិនឥឡូវបងអត់ជឿទេបងជឿទៅលើលោកឪពុកដែលជាលោកមេភូមិ3ជំនាន់ណតាំងពី84មកណឯងហើយនឹងលោកយាយលោកជាម្ដាយប៉ុន្តែប្អូនមានការចង់បានអញ្ចឹងចម្លើយតែផ្ដាល់មកឲ្យមកសិតទៅប្រកាន់យកភាពត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែបងមានមូលដ្ឋានសម្រាប់ដោយសារតែអ៊ំលោកឪពុកដែលជាលោកមេភូមិ3ចំនួនលោកនៅទីនោះស្គាល់ប្រវត្តិស្គាល់តាំងពីឪពុកមែនទេអ៊ំស្គាល់តាំងពីឪពុកអស់លោកពូស្គាល់តាំងពីឪពុកទៀតណូចាឥឡូវបងសួរមួយម៉ាត់មើលឥឡូវអ៊ំមេភូមិតើប្រវត្តិដីនេះលោកយាយគាត់មានប្រសាសន៍ថាមាន105ម៉ែត្រជម្រៅ90តើកន្លងមកមានអ្នកណាធ្វើលិខិតលក់ទិញឲ្យបងប្រុសនឹងខ្លះទេបាននៅសល់តែ60គុណ42មានទេមានដែរអ្នកណាលក់ដូរទេលោកយាយអ៊ំអត់ទេបាទប៉ុន្តែលោកយាយវាស់នៅពេលណាដីនឹង105ម៉ែត្រស្មើនឹង92ហ្នឹងវាស់កាលពីម៉ោងថ្ងៃមុនហ្នឹងលោកពូវាស់ថ្ងៃមុនខ្ញុំទៅស្រុកដាក់ពាក្យយកមកហ្នឹងណាមុនណាមុនហ្នឹងគឺលោកយាយបានទៅវាស់ជាក់ស្ដែងចាអ្នកកូនខ្ញុំនេះវាស់លោកពូអ្ហ៎អូអានេះកូនទីប្រមាណអានេះកូនទី5ទី6លោកពូកូនខ្ញុំមានដែលទៅវាស់ទេខ្ញុំនៅរដ្ឋទេម្ដងដែរណាអងចេះថាអាឥឡូវចេះឥឡូវមែនចាស់ឥឡូវមែនណាប៉ុន្តែកុំនិយាយទៅរឿងចង់ឥឡូវបងប្រាប់ណាគ្រូសាយើងដោយសាររឿងតិចតួចកុំចិត្តនាំគ្នាធ្វើជារឿងធំអ៊ំសុំកាត់សាតិចដៃហ្នឹងខ្ញុំអត់មានដូចគាត់ជាគាត់និយាយទេខ្ញុំអ្នកនៅមុនគាត់ខ្ញុំដៃវានៅព្រៃកពតភ្លូតិចតួចពីអ្នកដៃប៉ុនខ្ញុំខ្ញុំឡើងទៅនៅហ្នឹងខ្ញុំកាប់ពោះវាលបានខ្លាយតាំងពីក្រោយតាំងពីខាងជើងខ្ញុំកាប់វាអស់ខ្លាយបងកាប់ពីកាលចាខ្ញុំឡើងទៅនៅឆ្នាំ16ដល់ពេលខ្ញុំអត់ពេកខ្ញុំនាំដៃប៉ុនខ្ញុំចេញត្រោស៊ីទៅខ្ញុំដៃផ្ញើទៅម៉ែខ្ញុំចេញពីឆ្នាំ2000អូចាខ្ញុំមិនអ្នកនៅដៃហ្នឹងមុនគេដល់គាត់
pon pi pon tem amun ke mai cai kalu kalu oi ai kalu tik ti ai da pe chang kot at ban chai kot khoi dai bong kot ka dai ke la nau leun na ma amien som mai ko som bou te chang cha at ban ka anuyat pi lok madai te ka dang nang dang da dai madai hai te nau tae mrong te cha ah hai te nau nang khnom chnam na bong su nyom nyom te nau oi chnam ta te a poun pro nyonh te nau chnam na lang nau chnam 2000 lok ai dong te lang te nau chnam 2000 ba hai chai tha meing tha te kap chnam 83ខាងគេខ្ញុំចាប់អូបិសតតសាហាត់ហ៎អបិយប្របតតកាប់ឆ្នាំ83ដល់ពេលទៅឡើងនៅឆ្នាំ2000អមលេខឆ្នាំ2000នេះ83ឆ្នាំមុនណាក្រោយលោកអេដាមកាលគាត់ចាប់ហ្នឹងអត់តាន់ហើយកាប់កាប់កោះទេដល់យកខ្ញុំនេះឆ្នាំ2000ឥឡូវចេះស្ដាប់បងសិនឯងប្រវត្តិដីហ្នឹងឯងដឹងទេស្ដាប់គ្រួសារគេនិយាយឯងបងមិនថាម៉េចទេស្ដាប់គេសិនឡើងខ្ញុំឡើងមកឆ្នាំ91ហ្នឹងខ្ញុំកាប់កោះបានចេះតិចហើយលោកអូប្រពូដល់ពេលខ្ញុំអត់ទេខ្ញុំចេញនាំដៃគាត់ខ្ញុំត្រោះស៊ីចុកគេទៅគាត់ក៏បានចែកគាត់ខ្ញុំផ្លែងក្រោយគាត់ឡើងទៅណៅចាក់ដៃឡើងទៅណៅហ្មងអត់បានសុំម៉ែក៏បានសុំខ្ញុំហើយខ្ញុំបងប្អូននៅក្រៅបងគាត់ឡើងណៅកណៅចុះចាំសុំគាត់វិញតែអញ្ចឹងណាបងអ៊ំប៉ុន្តែបងសួរអត់ឲ្យទេហើយកូនគាត់បានគ្នាក្រោយបានតែមួយទេគាត់មានបានកូនមានកូនពូណាអត់ទេប៉ុន្តែបងសួរមួយម៉ាត់ដីហ្នឹងដែលលោកយាយបានចែកឲ្យបងប្អូនហ្នឹងនៅក្នុងចំណែកដីហ្នឹងប្រមាណអ្នក2នាក់ចែក2នាក់2នាក់ញញហ្នឹងចំណែកដីនេះដីដែលតំណោះហ្នឹងត្រូវបានចែកឲ្យអ្នកណាខ្លះបងសួរ2នាក់2នាក់ណាខ្ញុំឡាប់ណាៀបសួរអ៊ំហើយកូនទីម៉ែបងសួរខ្ញុំទី2អ៊ំទី2ចាបើខ្ញុំគាត់ថាឲ្យចែកព្រះបងប្អូនហ្នឹងហើយដល់ពេលហើយខ្ញុំយកចែកយកអីទៅដាំហើយហ្នឹងអ៊ំដល់ពេលយកទៅតាមប្តីខ្ញុំធ្វើការនៅកងសោមហ្នឹងមកវិញគាត់អត់ឲ្យខ្ញុំដាំទេគាត់ថាឲ្យទេឯងទៅចែកក្មួយទេហ៎អញ្ចឹងអូបើការប្តឹងផ្ដោតនេះរហូតដល់ឆ្នាំហ្នឹងអ៊ំអញ្ចឹងខ្ញុំផ្ដាំដល់2016នោះដែរណាអ៊ំអូអញ្ចឹងចែកបងសួរណាបងអានេះសើគ្រួសារយើងទេបងសួរណាចាអឺបងប្រុសដែលយកជាមួយបងអូនស្រីខាងក្រោយមានកូនតែមួយទេមានមួយអឺចំពោះកូនកូនតាទីទៀតជាកូនរបស់បងអូនស្រីអញ្ចឹងហ៎ខ្ញុំអញ្ចឹងវាតាំងពីទូចទូចអឺបានបងដឹងតោះបងដឹងបងដឹងណាអានឹងភាពទំនួលខុសត្រូវស្រឡាញ់ម្ដាយគេមិនចាំកូនហ្មងឯងត្រូវតែអញ្ចឹងហ៎មិនយកគុណយកស្រ័យទេអានឹងគ្មានគុណស្រ័យទេតោះនេះតែបងចង់ដឹងពីប្រវត្តិទេឥឡូវបងអូនសនុំពើមកបងយ៉ាងម៉េចណាមើលបងសួរខ្ញុំចំណាប់ពើយកពាក់កដាលអ៊ំខ្ញុំអត់មានដៃឆៃមកចៃមានអីប៉ះប្រខំគេអត់មានទេគាត់ចៃហើយអស់ហើយគាត់ឡើងលក់ហើយគាត់ឡើងមកយកដៃយ៉ាងទៀតតែខ្ញុំអត់មានដៃភូមិអត់ដៃឆៃគាត់សួរមកខ្ញុំអញ្ចឹងបានតែគេថាបងអូនជាម្ចាស់ពិតប្រកបណាចាវានិយាយអត់ពិតប្រកបលោកឯដំវាដើរនៅជ្រុកគេអត់ដែរចូលជ្រុកទេអត់ដែរចូលជ្រុកក៏ដើរដល់ជ្រុកគេទោះជាគេមិនចូលស្រុកក៏ពិតមែនប៉ុន្តែមរតកនៃបណ្ដាំមរតកដែលត្រូវទទួលបានពីលោកឪពុកលោកម្ដាយគេត្រូវតែទទួលក្នុងគ្រួសារមិនមែនថាដីហ្នឹងលោកម្ដាយលោកឪពុកចែកឲ្យហើយឃើញនៅទំនេរយើងទៅយករបស់គេថាដីហ្នឹងដីទំនេរនោះទេតើណាបងត្រូវយល់ណាច្បាប់មិនអាចធ្វើអ្វីតាមអំពើចិត្តរបស់យើងទេតើណាថ្ងៃនេះមកជួបបងហើយបងនឹងបញ្ចប់ឲ្យអញ្ចឹងឥឡូវមើលបងសួរសិនដីហ្នឹងកំហុំប្រវែងប្រមាណ105ម៉ែត្រលោកគ្រូក្បាលហើយដល់90 90ម៉ែត្របដ ாய் ជម្រៅ90ចាហើយដីហ្នឹងត្រូវចែកឲ្យចំណែកអ្នកណាខ្លះកន្លងមកចែកខ្ញុំហ្នឹងហើយឲ្យមួយបងខ្ញុំឡើងមកនេះត្រូវបានវាដល់ពេលវាឡើងវាត្រូវចុកគេវាខ្ញុំឡើងបងយល់ហើយអញ្ចឹងដីហ្នឹងចំណែកដីហ្នឹងបានតែបងឯងពីរនាក់ទេចាអាបងប្រុសកណ្ដេះវាអត់បានទេតែឡើងមកនៅក៏មានសមទេក៏ឡើងមកនៅតែឡើងមកនៅសមទាំងអស់ហ៎ចាឡើងមកយកឡើងអ៊ំបងស្ដាប់ដល់ញញបងយើងអូនអត់ទេអត់ទេអត់ទេឯងកុំបំភ្លៃបំផ្លើសនៅរឿងអ្វីដែលជារឿងពិតណាញញណាបងប្រាប់ណាបងអត់មានតាមចិត្តឯងទេណាបងយកការពិតមកដោះក្នុងគ្រួសារយើងបងអត់បងសុំអញ្ចឹងហើយបានបងដឹងរឿងនឹងខ្លះបងឲ្យបងសុំបងស្រីតាពីតើឯងចង់បានប្រមាណលោកយាយលោកតាខ្ញុំគិតចឹងខុសត្រូវឯងចង់បានប៉ុន្មានឯងសុំបងស្រីបងស្រីឯងតាពីបងទី2ឯងបងទីប្រមាណនេះហើយនឹងលោកម្ដាយអញ្ចឹងចំណែកដីនេះអត់មានរឿងចំណែកដីរបស់ឯងទេបាទណាមិនដែរលោកយាយលោកតាខ្ញុំគិតចឹងត្រូវខុសអត់មានចំណែកដីឯងទេបាទគឺដីរបស់បងស្រីតាពីដែលលោកម្ដាយផ្ដល់ឲ្យហើយឯងទៅនៅលើដីនឹងដោយសារតែបងស្រីតាពីលោកថាឯងជាសាច់ជាឈាមនៅទៅហើយចាំសុំវិញណែសំខាន់ណាលោកយាយលោកតាតើខ្ញុំនិយាយចិត្តខុសឬក៏ត្រូវហើយផលនឹងត្រូវទេបាទឥឡូវឯងត្រូវសុំចំពោះមុខបងជាមួយនឹងបងស្រីតាពីណាបើដីនឹងកន្លងមកវាមានការកាប់រៀនខ្លះបងចំណាយលុយចំណាយកាក់របៀបម៉េចហើយទើបបាត់ដីនឹងស្អាតបងត្រូវប្រាប់ថាឥឡូវខ្ញុំចំណាយប៉ុណ្ណេះប៉ុណ្ណេះខ្ញុំត្រូវការប៉ុណ្ណេះសល់ប៉ុណ្ណេះខ្ញុំឲ្យបងស្រីតាពីនិយាយមកបើឯងយកតែឯងគឺមិនបានដាច់ខាត់អត់បាននិយាយបងចង់ស្ដាប់ភាពយុត្តិធម៌កនៅត្រង់នេះដីចែកកូនអស់ហើយដីអត់ទេដីខ្ញុំកាប់ខ្លួនឯងនិយាយមែនទែនគឺឯងមិនមែនម្ចាស់ដីទេរឿងអីឯងយកដីរបស់គេទៅចែកកូនត្រូវយកលោកយាយលោកតាបងមិនមែនជាម្ចាស់ដីទេបងទៅនៅលើដីហ្នឹងចុះហេតុអីក៏បងយកដីរបស់គេទៅចែកឲ្យកូនបងបើបងយកដីហ្នឹងទៅចែកឲ្យបងកូនកូនរបស់បងដរាបណាលោកម្ដាយបងស្រីតាពីដែលជាម្ចាស់ដីដែលលោកម្ដាយផ្ដល់ឲ្យនេះផ្ដល់សិទ្ធឲ្យបងទើបបងធ្វើយ៉ាងបានតោះនិយាយមកបងស្ដាប់មួយបងខ្ញុំវិញនិយាយវាសរសំខ្ញុំនៅទេកុំខ្ញុំនៅលែងអាឈើស្ទឹងហាវខ្ញុំថាអេបងនិយាយរឿងដីនេះដីនេះ
À, đây hỏi ngay, còn muốn biết đâu tiếng heo, tao xông nhông rồi lấy ai chứ ta. Vì xông nhông, tao mới đây anh không, mình mua dây khỏi mình rồi. Vì nào bài mà khai, tao nấu chinh, tao nấu chọc kia, tao hỏi ngay. Thế, anh ta dây đứng đứng, bằng dây đứng, đây anh vô đây kia nè. À lấy đi, anh kia tao ai chắc kia là biết mấy. Màu, sao đó. Nhưng mà mình vô tới nhưng tao quá đây. Bọn ở đâu chứ, bọn ở đó. Bọn ở lúc mình phung ăn vọt, chứ bạc. Đây nè, nà đây mình phung, tao xóa ai nhận đừng. Chẳng có bọn, tao vô đây kia, bọn trời chân bị đây kia. Tích thả bọn dây liền. Bọn dây liền á, lúc dây chúng ta khiêm kinh chân trời khó. Ăn dây liền. Ăn dây liền. Khăn ông cửa xa dưỡng, bọn đọc sài bán, bọn sài, bọn đọc sài mà cá bọn phải chạm. Bọn mình mến chứ mà chắc bất bọc. Bọn tự dọc đây kia. Mà chắc kia mà vô bánh bọn trời chênh. Bọn bọn ốc, mà chắc kia vô vô. Xong kia kia áo bánh ná bọn vô bánh. Ta là lấy bọn phá lập phía bọn cửa phú. Toàn ấy. Khăn ông thần nạ chỉ cửa xa hay anh chỉ bọn kia khăn cửa rú lọ đọc cửa xa thiết. Đọc bọn bọn tiết. Lúc ở phúc ở đây chỉ thoa mà anh bọn phá thông chỉ ở phúc. Bọn ta anh mình mang cửa rộng bọn bọn bái chỉ thư từng vớ để bọn bọn mình cua cửa rụng. Ta anh kết chở mình. Này dây ở trọng mà đoàn tiết bọn bà chị. Ôn bốn sợ mẹ mai sợ chạy. Sợ chạy khai ôi. Rương dây quạt chạy ôi rương dây. Bọn ta rương. Đại bọn giọt đây kế cứ bọn trơi này dây chỉ mỗi bị chạc kì. Bọn áp bọn xong á. Bọn sợ bạch bọn tiết á. Bọn tiết bọn sợ bạch. Hay bọn bạch ấy. Bạch từ nào hôn nâng tiết đi. Bọn bọn giọt đây bọn. Hay bọn khoa khát xong bọn. Xong lúc mà đây này thì đi. Bọn chỉ xa xây nó không càng nghe nâng ta. Bọn xong nó bị trăm trơi. Rư có khóc là bị mách bọn châu rung đọc nó bên nâng mà. Vậy. Tại bà rương mà đau kia cứ là bà đại khát. Bà ôn mà đau kia cứ bà ôn mùi. Cứ bà ôn đấy chấm. Tại nói nó mê. Tại nói nó mê khung qua bà cá là. Bà mình bà đây ăn mình kiên túc hay. Nhưng lười chăng nhưng ở đây nhưng vô. Ở đây. Ở đây tự dọa đây kia mấy. Ở đây. Dọa đây kia nó bà nhưng nè. Thôi chụp. Sạp bong. Sạp bong. Đừng đời sạp bong. Thả mốc ai nhưng mà đăng hả bong đăng hơi. À lấy bong còn là xua tê thả nô. Mà chắc đây bất bà có đầy lúc mà đai ai nó. Nó không cứu sạp ôn nô. À lấy bọn tự lăng lên tới chỗ nơi đây nâng hai kia mà ban áo nữa lấy bọn mình áo kia với nhau. À lấy bọn mình phần là ba ấy trong ban là biết mấy vậy chỉ là cái nạn cua xa dương tới bọn a cà là lấy nâng áo gì toàn thế. Toàn thế sao áo cà bứt đúng không? Bọn thế đã áo cà bứt. Sao đó? Bọn gì làm tiếp đó? Bảo chọn cắt ca sầm lọp sầm đuôi bảo bọn hơi bọn nơi tay bằng tiền kia bọn ăn vặt cho bạc. Vậy thì bắn nó khay bà nè bọn ăn vặt cho bạc mà. Lúc gì lúc ta khi ông vậy chẳng tới khó. Bọn ăn vặt cho bạc. Bọn xây từng cười cười từng cười cười. Ở cửa xa kia, cái đọc xoay cửa xa kia. Bà. Nhưng xong ta toàn tên lục bố. Đấy, nhóm chạy ở bên mình khúc khóa nó bánh bình lục ở hai. Hay bà tha át. Hay ta bê về làng thật đó lúc nhóm cho con này. Nhóm chạy đến lại lục bố nhóm tha. Còn ai làng nào tao con. Bà lấy nó chạy cái này bạc đá. Nhóm phải bê tha chăng lục bố. Bà. Nếu lưu lục mà đá mình sao thế? Có ai miên bán phải nhóm chăng đi. À lấy sao đó. Bà ai khi miên chìm rước khăn cao bắt đầu ai lục dây hay khi từ vĩnh cứ bong ơi mì phum ăn vặt chấm bắp tì muối cứ ăn vặt chấm bắp chẳng mạch đời miên mà chạm vì mì phum thà đây nâng chuyện đây là bao này nà hai bao mình men mà chắc bất bọc từ nơi lượt đây nâng tế ban thì đây thà tới bằng pin lượt trop sầm bắp nè đầu tì anh nâng bao miên bắp là mới cùng toàn này chạm bắp mới cùng toàn này cứ bao cùng lốp lượt trop sầm bắp ai cái chun là bao nè đầu tì bong ơi bao trop bao sấy mà chạm thà đây nâng bất chuyện đây kì hai anh từ ơi mì phum mà chạm đây thà ta đây nâng đây anh men bất ập bờ sân gì mì phum mà ta mà chạm thà đây nâng đây là bao ổn thế hàng này cái đạp bịa tới cứ bọn nâng rơn nữa cả miền tôi hỏi pi pành hai rồng lốp bằng pin lừa thoa sầm bắt ai cái chân là bao nẹt đầy bắt là mất rồng một toàn ông chẳng bàn chẳng ấy bọn miền chẳng giấy bị nâng toàn ấy nâng cho bắt vì miền thoa bị giòn chẳng à nơi pin na để bọn miền chất lốp luôn bọn miền chất bằng pin chẳng bàn cứ cho bắt miền thoa bị giòn chẳng à nâng 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 bọn giấy bị đường phải cho bắt à xa tới ông lâu mới tới bơm mình đôi bọn giấy tiếp nào trên được với nhà pin na đi về tạm bịa miền bị chạm bị phun khung thằng đây nâng lốp mà đái tê sệt ao á tê mờ đỏ ơi mà đam mờ đỏ ơi á đây tụm hôm pana pana à lần này miền chmuh này tới bổng pin lơ pê nưng cái chốc tên kế tới ta đây nưng pật chi chmuh bọn sậy 2 nẹ mên đê hay bọn prong miền chmuh nơ trong phum khum tụu squal đê ọt krup chọp tới pana miền đây lục dây lục ta nưng chbam chăng lục dây ta chriem bê nưng chăng chbam ta chăng bạn tha bọn ới sọp sọp ruột khnia tới ក្រោយ pika sọp sọp ruột ruột bọn ới mê phum mê khum nưng chmnieng pa chọp rương nưng ới bọn krua sa jeung aing ọt aing sọm bọn aing trơ ka aing sọm bọn ha bơ bọn vi mần ới ới lục ma đai sọp sọp ruột bơ thêm hay bơ lục ma đai nhây mần ọt sik đai tê mần ni tê bọng mên bọng một tiết bọng chô rum chuy aing yul nơ yul bọng nhây hê ha đơ bơ nưng ta bơ cha na tơ lmom sra ban hay nhom đăng sôm quan mất bơ đai nhom nè ca pọ nhom hêch nhom ban ha lai ban bọng bơ chọp sọm nòm rương nưng na bọng nưng ới bọn pro bọn srai tằng pí aing ta đạ pía toan hê ឲ្យ លោក មេ ឃុំ លោក មេ ភូមិ បញ្ជាក់ ថា ដី នឹង ពិត ជា ដី ប្អូន ទៅ ដាក់ ពាក្យ ស្អន ណា ដាក់ ពាក្យ ពី បញ្ហា បុគ្គល ឈ្មោះ ស្អី ស្អី ញញ នាង ញញ ណា ណៅ ញញ លោក ពូ ណៅ ញញ ណៅ ញញ ហ៎ ច
ណៅញញបានរំលោភទៅលើដីទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ខ្ញុំតែប៉ុណ្្នឹងដាក់មកហើយពេលហ្នឹងដែលការតឡាការគេចេញមិនមិនចាំបងអនុវត្តតែប៉ុណ្្នឹងចប់ហើយតោះនេះតាឥឡូវបងសួរទៅធ្វើតាបងឥឡូវសម្រេចទៅសម្រេចយ៉ាងម៉េចបងដោះស្រាយឲ្យចប់បើប្អូនទទួលយកបានទទួលមិនទទួលទេអាហ្នឹងយើងរុញចូលទៅយន្តការច្បាប់ឲ្យច្បាប់អ្នកចាត់ចែងម្ដងណាហើយពេលហ្នឹងប្អូនប្របាក់រឿណាបាក់រឿតែមុនក៏សុំខ្ញុំតែ10ម៉ែត្រទេសុំ10ម៉ែត្រលោកក៏ទៀមទាពាក់កាលហើយចុះឯងកាលហ្នឹងប្អូនសុំ10ម៉ែត្រឲ្យប្រហែលមិនឲ្យវាមិនឲ្យហ្មងលោកពូថាប្រហែលក៏វាមិនឲ្យទៅប្រហែលឡើងទៅខ្ញុំមិនឲ្យបើដីអ្នកការពារក៏មិនទេឯងអត់មានដល់ការពារឯងចូលដល់បងអនុវត្តច្បាប់ហើយចុងក្រោយមើលកុំខ្ញុំធ្វើចូលដល់ដីនៅហើយណាអ៊ំមិនខុំណាយកតែលោកពូសួរតាបាទអ៊ំអ៊ំមិនខុំខ្ញុំគិតអញ្ចឹងត្រូវខុសឥឡូវគ្រួសារយើងបើសិនជានិយាយមិនមានហេតុផលមានអនុវត្តច្បាប់បាទព្រោះថាសម្រាប់ព្រោះវាអស់ចម្រិតបងដាក់ឆ្ងាយតិចទៅអាចជាខ្ញុំមកជូនគាត់ហ្នឹងដល់ទីលើកឡើងតាតំទៀតអីក្រោដូចលុយម្ដល់មិនទេរីភាគីណៅចំគាត់ថាគាត់ធ្វើឆ្លប់ចាប់យកដីហ្នឹងហើយមកអិចមេភូមិចាក់ស្ដាយគាត់ដល់ចិត្តហ្នឹងអឺលោកតាបានបនហ្នឹងគាត់ទៅមេភូមិយូរហើយបាទមេភូមិ3ចំនួន4ចំនួនបាទបាទអាដាមមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងអរគុណអ៊ំឥឡូវលោកឪពុកមេភូមិអ៊ំយកមីក្រូហ្វូនឲ្យអ៊ំកុំឲ្យអ៊ំឈរមកអ៊ំឈរអ៊ំជើញអង្គុយចុះយកមីក្រូទៅឲ្យលោកអ៊ំមេភូមិអ៊ំឥឡូវមើលកូនក្មួយយើងអ៊ំលឺទេអ៊ំលឺទេខ្ញុំនិយាយអ៊ំលឺទេអ៊ំមានប្រសាសន៍កាន់កាន់មីក្រូអ៊ំកាន់មីក្រូទៅតោះបាក់ចេញអ៊ំអ៊ំខ្ញុំលឺទេអ៊ំនិយាយខ្ញុំនិយាយអ៊ំលឺទេលឺលឺអ៊ំហ៎បាទឥឡូវខ្ញុំចង់សុំប្រសាសន៍ពីអ៊ំក្នុងនាមជាលោកឪពុកនៅមូលដ្ឋានណាអ៊ំណាអ៊ំកាន់មីក្រូអ៊ំកាន់មីក្រូគៀនតិចបាទឥឡូវនេះខ្ញុំគិតថាជំរើសទី1របស់ខ្ញុំណាអ៊ំណាជំរើសទី1ដោយសំអាងទៅលើអ៊ំដែលជាលោកឪពុកនៅក្នុងមូលដ្ឋានស្រាប់ដឹងប្រវត្តិតាំងពីលោកឪពុកប្អូននេះមិនទាន់ស្លាប់មិនចឹងពីប្រវត្តិដីហ្នឹងថាលោកយាយលោកបានផ្ដល់ដីនេះទៅឲ្យប្អូនស្រីនេះកូនបកើតទាំងពីរនាក់ប៉ុន្តែអាប្អូនប្រុសនេះពេលដែលវាមានប្រពន្ធវាទៅនៅលើដីហ្នឹងហើយលោកយាយថាចាំមិនមិនប្អូននឹងត្រូវការសុំពីបងវិញប៉ុន្តែឥឡូវអាប្អូននេះវានៅរឹងតឹងវាមិនចង់ឲ្យអ៊ំណាទី1ទី1ណាអ៊ំណាជំរើសទី1បើប្អូនប្រុសនេះវាអត់វាគ្មានរបៀបម៉េចវាសុំមកប្អូនស្រីនិងលោកម្ដាយខ្ញុំនឹងធ្វើការសម្របសម្រួលជាមួយនឹងអ៊ំដែលជាឪពុកម្ដាយផ្ទាល់តោះនេះអ៊ំទី1ណាទី2បើសិនជាប្អូនប្រុសនេះវានៅតរឹងតឹងទៀតយើងត្រូវឃ្លាតចេញពីការដោះស្រាយជាលក្ខណៈគ្រួសារហើយគឺយើងយកផ្លូវច្បាប់តោះនេះអ៊ំយកផ្លូវច្បាប់គឺប្អូនស្រីទាំងពីរលោកនឹងទៅឲ្យអ៊ំបញ្ជាក់ថាជាម្ចាស់ពិតប្រាកដឬក៏យ៉ាងណាហើយមែនទេអ៊ំបើក្រោយពីបានបញ្ជាក់រួចប្អូនស្រីនឹងអាចដាក់ពាក្យទៅតុលាការថាមានឈ្មោះបុគ្គលស្អីញញនេះទៅរំលោភបំពានលើដីកម្មសិទ្ធិឯកជនរបស់គាត់អញ្ចឹងប្អូនប្រុសវាត្រូវមានដីកាមួយគឺបាត់ល្មើសព្រំប្រទានតោះនេះអ៊ំបាទហើយបើប្អូនប្រុសទៅបញ្ជាក់ពីអ៊ំដើម្បីយកមកជូនតុលាការវិញថាដីនេះដីគាត់ដែរអ៊ំមិនបញ្ជាក់កើតបើដីខាងនេះហើយមិនអញ្ចឹងអញ្ចឹងប្អូនប្រុសវាត្រូវធ្លាក់ក្នុងសំណាញ់ច្បាប់អញ្ចឹងបើធ្លាក់ក្នុងសំណាញ់ច្បាប់គឺវាផុតពីសមត្ថកិច្ចរបស់យើងតោះនេះអ៊ំបាទអញ្ចឹងប្រកាសជាមានបញ្ហាហើយដីនឹងក៏មិនបានហើយមានទោសទៀតណែអញ្ចឹងហើយបានបងឲ្យប្អូនត្រូវពិចារណាការចង់បានរបស់ប្អូនដោយមានហេតុផលការចង់បានរបស់ប្អូនតើវាតម្រូវការទៅលើស្អីណែអញ្ចឹងបានបងចង់ដឹងណាអញ្ចឹងហើយបានខ្ញុំថាឲ្យប្អូនប្រុសបើមានបញ្ហាប្រឈមឬក៏ការខ្វះខាតសុំឲ្យសុំទៅលោកម្ដាយឬក៏សុំទៅប្អូនដើម្បីសម្របសម្រួលជាលក្ខណៈគ្រួសាររបស់យើងមែនទេអ៊ំឥឡូវយោបល់ខ្ញុំចឹងអ៊ំមិនភូមិអ៊ំយល់ថាម៉េចអ៊ំមានប្រសាសន៍មកមើលបាទខ្ញុំឯកភាពដូចអាយដាំមានប្រសាសន៍បាទឥឡូវលោកឪពុកមេភូមិលោកឯកភាពតាមបងជាមួយលោកមេឃុំប្អូនយល់ថាម៉េចនិយាយមកសនុំពណ៌ម៉េចមុនគាត់រហោសុំខ្ញុំ10ម៉ែត្រខ្ញុំអត់អស់ឥឡូវប្អូនគិតយ៉ាងម៉េចតើឥឡូវប្អូនត្រូវសម្របសម្រួលក្នុងគ្រួសារយើងហ្នឹងដីនឹងដែលលោកម្ដាយចែកឲ្យប្អូនស្រីទាំងពីរហើយប្អូនឡើងទៅនៅហើយប្អូនមិនដោយគេនេះតើប្អូនមានការលម្អស្អីហើយត្រូវការរបៀបម៉េចប្រាប់ទៅមើលគាត់អត់មានបានចែកឲ្យប្អូនខ្ញុំទេដីនិយាយគាត់និយាយថាពីអត់ពិតទេនៅជ្រុកក៏អញ្ចឹងដែរនៅឡាជ្រុកគាត់និយាយថាចឹងហូតឥឡូវបានឥឡូវគាត់ក៏មុនក៏សុំ10ម៉ែត្រឥឡូវ10ម៉ែត្រខ្ញុំអោយខ្ញុំអត់យកទេ10ម៉ែត្រអ៊ំខ្ញុំអត់យកខ្ញុំយកប្រាក់កដាលទេអត់អូនខ្ញុំនេះខ្ញុំអត់យកទេមកលើកមកនិយាយមើលបងស្ដាប់អាមកមួយប្អូនស្រីប្រពន្ធញញមកនេះមកឈរខាងនេះម្ដុំបងដោះឲ្យចាប់ឲ្យមកខ្ញុំជំនួលអស់កណ្ដាលអ៊ំហ៎អាមិនមើលបងសួរខ្ញុំជំនួលអស់កណ្ដាលទៅកែបើគាត់ឡើងដល់គាត់ឲ្យគាត់ពាក់កណ្ដាលចុះខ្ញុំនៅពីអ៊ំប្អូនអត់មានដីនៅសុំគាត់ពាក់កណ្ដាលខ្ញុំមកចែកពីអ្នកបងស្រីខ្ញុំនេះ
ឯងពីអ្នក 50% ចាអាប្អូនខាងនេះបងប្រុសនេះឯងឲ្យវា 50% ចាទុកឲ្យគាត់ម៉េចញញលោកអៃដាំខ្ញុំសុំនិយាយបន្តិចលោកអៃដាំថាដើយដីហ្នឹងដែលខ្ញុំកាប់កាស់ខំកាប់កាស់អស់មកកំភ្លូធំឲ្យ20 21ឆ្នាំហើយហើយដីហ្នឹងកាលហ្នឹងខ្ញុំមកនៅហ្នឹងលោកមិនឃុំសូនហួនគាត់ថាដីបាល់ដីណាក៏ដោយកុំអត់ឲ្យចង្កៀងទុកទេតែឡូវខ្ញុំបាត់ចំនួនរឿងដី10ម៉ែត្រតែឡូវខ្ញុំសុកចិត្តថាខ្ញុំឲ្យ10ម៉ែត្រព្រោះខ្ញុំកាប់កាស់ក៏អស់ច្រើនហើយកូនខ្ញុំចាយកូនអស់ហើយអូនឯងអូនឯងយករបស់គេច្រើនណាទោះជាប្អូនឯងមិនកាស់ក៏ដីហ្នឹងគេចូលនៅគេកាស់ដែរមែននេះលោកយាយលោកតាបាទកុំទៅនិយាយអញ្ចឹងណាទោះជាប្អូនមិនកាស់ដល់ក៏គេទៅកាស់ដែរដីរបស់គេនោះបាទឥឡូវកុំយករឿងគុណសម្បត្តិរៀងខ្លួនបងចង់និយាយពីតម្រូវការចាំបាច់កាគាត់ប្រដឹងដល់ខេត្តដល់ហើយស្រុកគាត់ទៀមទៀតដល់10ម៉ែត្រទេឥឡូវខ្ញុំឲ្យព្រោះដីហ្នឹងខ្ញុំទេឈប់យកឲ្យឈប់យកឲ្យ10ម៉ែត្រទៅអត់យកក៏មិនដឹងធ្វើម៉េចឥឡូវចូលដល់ហើយចូលដល់កញ្ញាអាណាសុំទៀត10ម៉ែត្រកានោះអង្គភូមិខ្ញុំមកអេលោកអ៊ំម្លេះខ្ញុំទៅសុំគេថាអេដល់ស្រុកហ្នឹងថាយកកាកដាដល់ពេលឲ្យពួកស្រុកគេមិនរួលចុះមិនរួលអត់ព្រមទេលោកអ៊ំដល់ពេលឲ្យឡើយស្រុកថាអេឡូវអាណាយក10ម៉ែត្រទៅខ្ញុំថាខ្ញុំអត់យកខ្ញុំសុខដីខ្ញុំសិនដល់ខាងយក10ម៉ែត្រទៅដល់ខ្ញុំថាខ្ញុំយក10ម៉ែត្រផាចឹងដល់ពេលថា10ម៉ែត្រក៏មិនអោយដែរគេថាចឹងដែរបានណាប្តឹងអូដល់ពេលឲ្យលោកគ្រូមកទៀតថាចាំបើឡំចង់ឲ្យដីឆាយខាតឆាយអេនេះអីឲ្យលោកគ្រូ5000អីទៅលើក៏គេមិនអោយដែរថាចឹងដល់លោកអូនចាំពីពោថាវាមកទៀមភាដៃមកមុនវិញហ្នឹងមានណាមកឥឡូវបងប្រាប់ណាពូឯងសិតតែមកពីអតើតែមួយណាកុំឲ្យលោកម្ដាយលោកចាស់ហើយវិលទៅវិញលោកប្របាកដោយសាររឿងដីធ្លីពូឯងមិនទាន់បានចឹងពូឯងមិនទាន់បានបញ្ចុកបាយគាត់ទេនេះបងដឹងលោកយាយពីអបិញ្ញាណដែរបញ្ចុកបាយហ៎ដែរឡេណោឃើញហ៎សុំបីទៅបញ្ចុកបាយគាត់ពូឯងមិនដែរបានបញ្ចុកផងហ៎នេះនេះដាក់ឡានគ្រូទៀតមកឡាននេះមកអត់ទេឲ្យលោកយាយអង្គុយគាត់គាត់អន់ជង្គង់កុំឲ្យគាត់ឈរឲ្យគាត់អង្គុយតើវាបានខ្ញុំថាឥឡូវកូនដល់កូនកូនអាចចែកគ្នាបាក់កដាលឥឡូវវាសុកចិត្តឲ្យបងតាកដាលវាយកបាក់កដាលពីអ្នកបងប្អូនតែមិនសុំទៅដាប់មកវាមិនអោយទេមិនក៏វាមិនអោយទេបើថាទៅប្រដឹងណាទៅទៅវាមិនអោយដាច់ខាតវាមិនអោយវាអត់ទេលោកយាយរឿងមិនអោយគឺគ្មានទេកាលណាយករបស់គេវាត្រូវតែគេអនុវត្តច្បាប់ណាហើយដៃលោកគ្រូដៃដៃស្រែខ្ញុំខ្ញុំអោយវាហើយអស់ហើយវានិយាយនៅស្រុកថាខ្ញុំមិនគ្មានចែកដៃស្រែអោយវាទេវានិយាយនៅស្រុកឯងបំពីការពិតច្រើនណាស់ខ្ញុំអត់មានផ្លេការពុតច្រើននេះបើបបបានផ្លេការពុតទាំងអស់មកអត់ទេឯងរកស៊ីប្រមាណអ្នកមានគុណចំពោះមុខបងអញ្ចឹងបងកាន់តែឲ្យតម្លៃឯងកាន់តែទាបទៀតហើយណាឯងទៅប្រមាណលោកម្ដាយនៅចំពោះមុខមហាជនអញ្ចឹងបងឲ្យតម្លៃឯងកាន់តែទាបណាកាន់តែទាបជាងនឹងទៀតកាន់តែទាបជាងនឹងទៀតឯងធ្វើអញ្ចឹងខុសណាឯងធ្វើតែមុនគាត់សុំខ្ញុំសោះណាឥឡូវបើសិនជាសុំណាបងប្រាប់ប្រយ័ត្នតែបងដើរទៅដល់ផ្លូវច្បាប់លោកមេភូមិលោកមេឃុំអត់បញ្ជាក់ឲ្យឯងណាគេថាឯងហ្នឹងបងឯងហ្នឹងទៅបំពៀនលើទ្រព្យសម្បត្តិឯកជនរបស់អ្នកដតីប្អូនមានទោសណាតើប្អូនចង់បានអញ្ចឹងអីមើលបងសួរហ៎ចង់បានអញ្ចឹងបើចង់បានអញ្ចឹងប្រកាសជាទទួលបានអញ្ចឹងហើយកុំលោឲ្យសោះណាមកជួបបងបងណែនាំឲ្យដឹងខុសដឹងត្រូវស្គាល់ខុសស្គាល់ត្រូវស្គាល់ពីលើផ្លូវច្បាប់តើនេះមិនមែនប្រើភាពឯកជនរបស់ប្អូនទៅបំពៀនគេបានទេណាស្រុកមានច្បាប់ណាប្រទេសមានច្បាប់គ្រួសារក៏មានវិន័យដែរតើនេះមិនមែនឯងចាប់ចង់បានទេលោកយាយអញ្ជើញអង្គុយចុះបាទឥឡូវមើលឥឡូវប្អូនណាដីនឹងដីរបស់គេតែ2នាក់ទេឥឡូវគេសុកចិត្តថាប្រគល់ឲ្យប្អូនពាក់កដាលគេ2នាក់យកពាក់កដាលឯងយល់ថាម៉េចទៅនិយាយមកនិយាយអស់នៅពេលហ្នឹងបងអាកាត់ឥឡូវខ្ញុំមានដីណាអូដីចែកកូនឲ្យឯងដំព្រោះដីខ្ញុំអ្នកចាប់ខ្ញុំអ្នកកាប់គាត់អូនហើយវាអេស្ដាប់សិនប្អូនមិនមែនយកដីរបស់គេទៅចែកបានទេតោះតសុំម្ចាស់គេពិតប្រកបម្ចាស់ពិតប្រកបគឺអាញាធិបតីដីទទួលស្គាល់ហ្នឹងហើយម្ចាស់ពិតប្រកបខ្ញុំហ្នឹងបើកុំខ្ញុំបានដីនៅទៅហើយទៅសួរទៅលោកអ៊ំលោកឪពុកមេភូមិតើទទួលស្គាល់ថាម្នាក់ហ្នឹងម្ចាស់ដីទេអ៊ំអ៊ំអ៊ំមានប្រសាសន៍តិចមើលអ៊ំមានប្រសាសន៍មីក្រូតិចមកអ៊ំមានប្រសាសន៍អត់មានអត់មានអត់មានទេបាទរឿងបានកម្មសិទ្ធិបានអីបោះវែងក៏អត់ទាន់មានដែរហើយគាត់ហ្នឹងបើគាត់ម្ចាស់ដីពិតប្រកបឬក៏មិនមែនទេអ៊ំបាទម្ចាស់ដីពិតប្រកបនិយាយវាចែកហ៎ហ៎ឮទេឮអត់ឮទេគាត់មានអ្នកកាប់ប៉ុណ្ណាអត់ទេឯងនៅតែមិនយល់ទៀតអត់ទេតើបានហើយឥឡូវយល់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះបានហើយយល់ថាដីហ្នឹងបើឯងមិនយល់បងប្រាប់ដីហ្នឹងមិនមែនដីប្អូនទេអាញាធរគេមិនទទួលស្គាល់ថាដីប្អូនទេទទួលស្គាល់ថាដីលោកម្ដាយលោកម្ដាយចែកឲ្យប្អូនឥឡូវចែកចំណែកដីហ្នឹងឲ្យប្អូនពីរនាក់ប៉ុន្តែប្អូនបានទៅនៅលើដីហ្នឹងឥឡូវប្អូនប្រាប់ថាឥឡូវដីហ្នឹងត្រូវចែកគ្នាហ៎បើប្អូនអត់ដីទេគេឲ្យប្អូនពាក់កដាលពីរនាក់នេះគេយកពាក់កដាលតើប្អូនយល់ថាម៉េចចុងក្រោយបងសម្រាប់បើឯងឆ្លាតបានបើឯងអត់ឆ្លាតអត់ហើយចុះហ្នឹងខ្ញុំមកតែ10ម៉ែត្រទេលោកឯងដំព្រោះខ្ញុំកាប់ប៉ះអស់ច្រើនអត់ប
យកតែលោកពូចាយឲ្យវាពាក់កណ្ដាលឲ្យវាពាក់កណ្ដាលលោកពូឲ្យវាពាក់កណ្ដាលឲ្យវាពីរនៅពាក់កណ្ដាលឥឡូវចេះខ្ញុំសូមការសម្រេចពីលោកម្ដាយវិញចាឥឡូវអ៊ំសម្រេចរបៀបម៉េចខ្ញុំធ្វើតាមអ៊ំខ្ញុំសម្រេចថាកូនដូចតែគ្នាខ្ញុំឲ្យវាពាក់កណ្ដាលខ្ញុំយកពាក់កណ្ដាលឲ្យវាពីរនាក់នេះបានឯងយល់ថាម៉េចបើឯងមិនព្រមទេបងនឹងអនុវត្តច្បាប់បើឯងមិនព្រមទេបងនឹងឲ្យបងស្រីទាំងពីរដាក់ពាក្យទៅតុលាការពីបញ្ហាបងរំលោភលើទ្រព្យសម្បត្តិឯកជនរបស់គេហើយបងនឹងអនុវត្តដូចការនេះតើបងយកមួយណាអូនដេញរបស់ហ្នឹងមិនមែនដល់គាត់ថាទេនៅប្រហែលតើ60ម៉ែត្រហើយ42ទេ60ម៉ែត្រ42វាលោកពូខ្ញុំកាលសាខ្ចៅវាឃើញបាន60ម៉ែត្រ42ហ្នឹងបោះតាកដាចែកគ្នាអ្នកឃើញឯងលោកម្ដាយរហូតដល់អាណគ្រោះដល់ប៉ុណ្្នឹងទៀតនៅប្រហែលចែកប៉ុណ្្នឹងឯងសង្ស័យបងឯងហ្នឹងវាយកទៅតាអស់ទៀតឥឡូវម្ដាយយល់ព្រមទៀតថានៅប្រហែលក៏ដល់នៅទៅចែកពាក់កដាលទៅណាណែពាក់កដាលពាក់កដាលអាខ្នេះបើសិនជាដីនឹងនៅសល់ស្ងាត់តិចទៅបើដីនឹងវា100បើចែកទៅវាបាន5ម្នាក់តែបើ60បានតែ3ម្នាក់3អញ្ចឹងបងនេះនៅ70ជាង70ជាងហើយបងគិតថាសំរុំសំរុំឥឡូវបើលោកម្ដាយសម្រាប់អញ្ចឹងបងគិតថាឯងតាមបងទៅល្អញញណាធ្វើតាមបងទៅកុំឲ្យមានការវាក់វិនណាឥឡូវមានសំណូមពរអីប្រាប់មកបងមកបងជួយសម្របសម្រួលខាងលោកយាយឲ្យប្រាប់មកបងមកនិយាយមកបងមកចុះលោកឯដំមកខ្ញុំសុំឲ្យជាលុយបានទេហេខ្ញុំសុំឲ្យជាលុយបានចុះឯងថាក្រមិនច្បោលុយម៉េចខ្ញុំសុំលុយកូនអាបងស្រីទាំងពីរនេះចង់យកឲ្យយកជាលុយវិញហេឯងចង់សងសំឡងទៅបងនឹងឲ្យជាលុយហ៎បាទមិនឲ្យជាដីបាទដែលខ្ញុំចែកកូនខ្ញុំអស់ណែណែណែបងប្រាប់ណានៅមុខបងកុំលីបន្ថៅលីកបិតបងខ្លាចណានិយាយឲ្យស្រួលលេចមកចាឡើងលោកអ៊ំអត់យកលុយលោកអ៊ំអត់លុយលុយអត់យកទេចាខ្ញុំអត់យកខ្ញុំចង់បានដីអត់មានដីនៅហ្នឹងបងប្អូនខ្ញុំហើយពីអ្នកនេះហើយយកលុយទៅទិញកន្លែងផ្សេងទៅក្លោអាបងអាបងឯងនេះវាជាពាក់វាក់វិញទៅកូនហើយវាត្រូវចែកឲ្យកូនហើយកុំឲ្យវាអស់តម្លៃមួយកូនវាអត់ទេលោកអ៊ំឲ្យលុយដីលោកខ្លាចចង់អត់ទិញអត់ឥឡូវឥឡូវចេះទៅអីឥឡូវស្ដាប់សិនទៅតើលុយហ្នឹងវាសមរម្យទេមើលបងស្ដាប់ខាងនេះគេនិយាយតិចសិនតើបងសុំតោះលោកឯដំព្រោះដីហ្នឹងខ្ញុំចែកឲ្យកូនអស់ហើយកូនដាំដូងបានកពុះកពោះនេះអស់ហើយហើយបើសិនណាឲ្យជាលុយខ្ញុំក៏គ្មានដែររាល់ថ្ងៃព្រោះនឹងកូនចាំទេឈឺប៉ិនសុំលុយពីកូនម្នាក់បន្តិចអ្នកបន្តិចឲ្យទៅគាត់តើបានទេលោកឯដំឥឡូវឲ្យជាលុយហ្នឹងប្រហែលវាសមហេតុនឹងអ្វីដែលបងស្រីឯងនេះគេទទួលយកបានអត់ណាມັນអាចលក់ម៉ូតូឲ្យមកទិញស្បែកជើងដើរទេណាតើលក់ម៉ូតូហើយនឹងទិញកង់ដែរអានេះវាទាបផុតហើយក៏មិនមែនលក់កង់ទៅទិញឡានដែរតើទាន់ស្ដីបងនិយាយទេចាំឲ្យ2000បានណាលោកអេដាមអាបងមិនដឹងថាដីនឹងតម្លៃប្រហែលផងក៏ឯងពីគ្រោះគ្នាបងស្ដាប់ខ្ញុំអត់យកឲ្យលោកអ៊ំខ្ញុំចង់បានដីឯងហ្នឹងឯងចង់បានដីចាហើយចុះបើក្មួយក្មួយឯងវាដាំដំណាំអស់ហើយកូនគាត់មានតែមួយហ្នឹងកូនមានតែមួយដែលជាតំណក់យកឈាមបងឯងចាតែមួយហ្នឹងយកតែកដាលចែកបានណាអ៊ំអាឡើយចេះតែកុំមួម៉ងណាយ៉ាងណាក៏វិសិទ្ធតែសាច់ឈាមគ្រួសារយើងទេមុនក្រោយអីយើងកុំគិតណាកុំគិតអីឥឡូវមើលបងសួរហាឥឡូវបើសិនជាលុយប្រហែលជាមិនត្រូវទេឥឡូវឲ្យជាដីវិញទៅឥឡូវដីនេះលោកម្ដាយលោកមានប្រសាសន៍ឲ្យថាឃើញប៉ុណ្ណាពុះជា2ទៅនៅដល់ប៉ុណ្ណាពុះជា2ទៅឃើញប៉ុន្មានជាពុះ2ប៉ុណ្ណឹងឡើងហើយបើសិនជាបងអូនថានៅ60ឬក៏នៅប្រហែលប្រាប់បងឥឡូវនឹងឲ្យមកឥឡូវប្រាប់បងបងអាកាសទៅឲ្យបងដឹងថាចិត្តបងអូនឯងយ៉ាងម៉េចពីអ្នកប្តីប្រពន្ធទៅបងសុកចិត្តអញ្ចឹងចោះញ៉ៃមកហ៎បែរមាន60ទេលោកអ៊ំដៃហ្នឹងក្បាល100ជាង190អូនតោះហ៎អូនខ្ញុំបងត្រង់ខ្ញុំហ៎អត់មាន60ទេគឺប៉ុណ្្នឹងក៏ប្រាប់បងមកឲ្យត្រង់ដែរចុះខ្ញុំមិនខាត់ឲ្យតោះណាដៃថាលោកបងចុះវិញអស់ក្បាល100ម៉ែត្រជាងលោកអ៊ំឥឡូវញញឥឡូវឯងមានសំណពអីមកបងនិយាយមកឥឡូវខ្ញុំសុំឲ្យ5000បានអត់អត់យកទេខ្ញុំយកតែលុយទេលោកអ៊ំអីឲ្យយកតែលុយហ៎ឲ្យយកលុយឲ្យតែដៃឯងអើមិនយកតែលុយឆ្លាមសុំតែចង់ឆ្លាមអើឆ្លាមច្រាមឥឡូវចេះតើឥឡូវបងប្អូនឯងវានៅស្រឡាញ់ឯងហើយបានជាចង់នៅចិត្តបងនោះក៏លោកឯងចាស់ទៅបានបងប្អូននឹងហើយឲ្យបាយឲ្យសម្លពូចេញពីតោតមួយនេះណាតើកុំគិតលុយគិតប្រាក់អីឲ្យដីទៅណាដីតើឲ្យដីទៅឥឡូវដីហ្នឹងឥឡូវលោកម្ដាយថាពុះជា2ណាបងប្អូនមានសំណងតោអីមកបងទេមើលអត់ទេបងប្អូនស្រីកុំឲ្យបងប្រុសគេនិយាយមកឯងនិយាយជាមួយបងណាឯងទៅមានភាពទំនួលខុសត្រូវតោះនេះឯងជាពុកនៅក្នុងគ្រួសារហ្នឹងតោះគាត់បងនិយាយទេដីបើគាត់ចង់បានពាក់កណ្ដាលមិនបានប្រហែល10ម៉ែត្របានអត់ទេបងអត់ឲ្យបងអត់បងក៏អត់ព្រមដែរបងក៏អត់ព្រមដែរបងអត់ព្រមទេបងគឺអ្នកអត់ព្រមមកឈរខាងបងអូនកណែពួកបងនឹងហេតុផលអស់ហើយបងអត់ព្រមទេតទៀតឡើងទៀតឡើងទៀតឡើងឲ្យអស់ខ្ញុំសុំឲ្យ5000អត់គេមិនយកទេមិនយកមិនដឹងធ្វើម៉េចគេយកដីវិញគេយកដីវិញមានធ្វើម៉េចគេយកដីវិញហ่ะមែនទេលោកយាយលោកតាគេយកដីវិញដីនេះគេយកវិញកុំលើឲ្យសោះស
sa mới chưa bong nhân chết bơ ngày vậy bong ốc làm bơ ngày đây nó cái thời vô bình mỏng bơ ngày vậy sa mới chưa bong thằng bơ ngày cái vô đây nhưng mà bình mỏng ở miền này anh tôi bong tiền cái bàn tê á ở sông miền sông kliem sông ở prap nè mình coi tôi sông kia là bây thơ miền nên nó sông mà chẳng ai ban nè anh tiện thành chắc nè bữa có sông kia mà chẳng ai ban bạn ta bây giờ tôi thơ miền tôi anh chẳng ban đi anh sông kia cho thơ miền này nè à mỏ sốt vậy mà bằng sao nhóm sông ơi thảm quá rồi đây năm đô hai ơi chạy cùn rồi đây nó là ôm nhóm bạn đang tăng phi phong là bằng mũi toàn năm đô ngay toàn thế là bao tiết hay là pê lão cả mặt đang đông thế là ba cả năm tàu anh em mặt đang ấy nhóm giờ là đây ấy đang đông đang mau nhóm bên lối sau hai đô hai là bao tiết bỏ nhóm phải hai ấy chăng nhóm đang lang khai lang sắp bị đang là ôm gửi bận lượng xa muốn nó hao cả tàu ấy là pê xa khỏi bằng hao tàu cả tàu hay là không bay đang à lấy bộ chất chị bồn chuyện đấy chẳng bàn bẹt đá chỉ lấy bồn chẳng bàn phẩm án mới prap bong mắt mới lấy nhưng mà chẳng bàn ông chẳng mình prap bong thì chẳng bàn thì lấy tề nhưng đấy không vậy thì làm sao ông nhưng anh chẳng ông thọt khâu hay nhưng mà lấy mà lấy lấy che bong prap nữa cua sa dương tê đã chìm rơi ban chia ran tê tư đã chìm rơi ban chia ran đã ai bong ai kia sưu rơi nữa đã công đã bình tục hơi nhưng vậy bà ơi đây là ơi tay bà tha lấy mặt rồi ông tha đây nhưng bà tha hỏi mai chẳng hiểu ai gọi lấy phải mai nhưng ai gọi qua lấy phải mai đó bà tha ơi lấy nhưng mà rồi lưới bao nạt do tê của ấy bao nó chạy pin nè nó năng ống à lên chạy ban đấy à nhon nhon sạp bong nè bao bao mình prom do đây tê à bao mình prom do lưới tê do đi tư do đây bàn tay bong kết tha ao bao bao bây đâu mà từ liền từ từ nè nè từ ao bao là bị mệt nè ao bao do tràn cho bàn tay mình tràn hồ từ đào ao kiên tích từng tê nè mới lấy như vậy mà như vậy cho mỗi phía xa mỗi con anh đó hay như vậy mà chúng một bò bò đây mình làm đun hay làm chạy côn hay ớt hay đầm mình sống ở thảm quán đây là nông bia mà mai đau bà màn ông mới khung mới khung là nào bà này ông mới khung mơ đây bọn xua mà mai đau bà màn vậy mai đau đó lấy cái lên dây cái này tầm cua tầm lại đây ở tiếng ấy ai tóm chuồn cá cái nó chết nó chết giống đó cái lục ban tầm lại cuộc chiến ngã đại miền tây châu tộc nó đây một phép đây được bao nhiêu để về nhà bao nhiêu nè về phòng nick cái này chắc là của ham ông chậm cho tàu của hòm nó hay nhóm ở đây đang thay tầm lại cái của mình thế bảo cái tình tàu về ba tung mà mai đó nâng tung mà quan chiêng ấy nó phải chịu ban mà quan chiêng ấy ba họ bơ mà quan chiêng việc bán mà mai đó về mà quan chiêng anh đi về pram quan với ban là pram mai mày tới chỗ hay đây 50 mét tới cái bán 50 mét chiêng nó ôm mày vô 5000 mày bán tính đây mày bán tiếp thải phóng đó mà nó mà bán mà hạt ta 3000 tầm lại phết đấy ông mày khum ba đọt ọt bật bật đấy đám phụ bởi miền chôn cá mẹ kê chạy đây lúc cái chết pro mấy làm thải chiêng mấy chất nghiêng nó có cái làm chiêng chẳng hay mẹ khác ai thọc chiêng thì chẳng là đám tàn ta trốn tiền mẹ tình đã luộc à lời chết chắc bán ở khuôn ông bà. À lấy bọn kịch chế bàn thế à, ông mày khùng à, ông mày phùng ba nè à, lấy bọn kịch cho à, lấy bọn sợi lục dây lục ta chui kịch cái nè chui kịch nhóm cua sa dương không thắc nhóm kịch tại anh nè hay chìa xe ông sợi ở đây chỉ lục mà đai mà chặt co bọ ông chui kịch nhóm mơ là bọn ông pin nè nước bia miền bành hàng trắng à bàn tay mơ muốn được bọn bị chà na trong cày nước à bọn pro anh mơ kịch mơ nhon mơ lấy mơ lai ngọ mơ ta của man pra bọn mơ hù bị đọc mai nâng tới tiệt hô bị đọc mai đang tới tiết á bong bị chọc ơi có mai ót thằng ót nè tầm số ót thằng ót ơi đấy xong mai qua đã thèm đọc mai được lúc lúc ai đầm tạnh nè ban đã đọc pram phịa rồi bởi đây nâng mà rồi pram mai bong kết lên mũ thang phía smart đọc pram phịa rồi hay bốn giờ chả nè ban hỏi cao sắp men nè đây nhưng qua phần mình môn máu ta học sắp hay sai pi rồi học sắp sai pi bạn à lấy bằng kịch tha bậc khả năng học sắp sai pí lục giấy ông mày khúng ông mày phú mà bây được khi ông tầm năng sai ông tự kịch ná học sắp sai pí bờ học sắp sai sắp pí ni bằng kịch tha anh do trâm sai pram ban đấy sai sắp pram mai tư hay ai à ôn pí nẹ ni ơ chờ lâm anh do sai sắp mai tư à pí nẹ ni viên một phí mai tư đọc mai mà nẹ tư ban hay ai bong sai sắp tư bờ sinh như khả năng học sắp mến á bà à nước vi sai sai học à bà sai sập hiệp rồi pì nè học sập hiệp rồi bong lại chụp chai sai 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 nhau à anh đứng không cầm đất học sập mai bong kết thang xong rồi mới nè bong show nữa nè xong rồi mới lục gì lục ta không kết chân à bởi sao sai được không kết chân rồi sao bong pro
bàn thơ ca chú chai áp bí bọt xa mát đây nâng hơi hay bà ôn mà nè đọc máy thơ bà tiết tư chùm rư là hốt tư mà nâng bình dây mến tên là nâng vua chạy sài pi nè sai sập anh mà nè anh học sập học sập phía rơi cứ bà ôn pro sai sập phía rơi cứ bà ôn sài nâng từ vua chạy sài mì phung mì không vua chạy sài nè lấy bọn ác áo anh chăng nè pi nè mơ mỗi ai không mỗi bọn xuống chúng ấy mới bằng số ấy chúng ấy bằng trăm chúng phong nào rim ngao rim nào nào cha nào rim à hai cái tôi giới thiệu rim à lấy bằng kinh chân ná công công đi chui khe từ ấy bằng anh nhưng mà chui ôm đây một trăm mét đây chúng tôi bắt đi ban là lấy bằng yul à lấy bằng yul bằng ăn kinh rừng từng hôm thế bằng kinh bị phe rơi từ từ ban toàn đấy bằng bao anh đây miếng ca công kinh thạc công kia công môn công cao kia công tra ơn chẳng ao kia học sắp phía rồi chắc ôm nhà miền anh nhà miền ai phong bong đang tập ôn ót phần đây ôn cái lòng máu mình ban từ thơ đây những tê xem đây những tê à bong với xem anh ta lấy bong vô thành chân à nhón tham ấy bong à cắt ao những xong hai phần hai ná á bong sấy cha là ôm xong cắt sao ôm tê xong bị lơ đạp mai anh em xong ấy lơ bị đạp mai lại hay cho pin này anh về sai sập mai sai sập phía rồi từ qua chợ đây toàn bong vậy ấy Obama tha lấy từ qua chợ đây mà rồi khơi mà rồi á mà rồi anh pin này sai sập bong anh học sập toàn đấy bởi từ qua khơi học sập anh pin này mà thấy kế xài toàn đấy từ qua chợ đây khơi mà anh bị phun thư cầm nát hết chai phần nước ta bong từ hay thư phong thư ấy đặt mua đại group kia pin cho bong từ toàn đấy toàn bong vậy ấy to nhón nó do ta bong từ ai sọc hơi nâu nát lâu lâu ai đang xong ao trẻ bốc của năng về cho ta hay nhầm đầm nam tây nhá xong ao một ta tuần một ta nhom đầu với nhá bà đầu với à đâu đâu ta pin nhá đi vô đây ta vì mình được chọn bàn ấy tuần một kia nữa mấy mơ ơi à mơ ta thấy bay bay mấy chứ mà anh ơi từ lia cho ngọc kia tính mạng lấy bong sông đây là 100 mét chứ ngọc kia đang cho việc đang chạy pin áo ôn cho anh chết ta cho lúc ai đam đây ơi, của đây phu năng nhầm đam tôn hay nhầm trai côn hai ở lóc nhầm sọc chất ơi mà phây mai năng à tôi một nhầm năng mà à thế bong anh dây phây mai đây sắp toán bong là dây thác từ qua đây đại miên ti tăng tầm nọ chạ sài toàn nhé ông mày phu mày không toàn nào nữa ông ở phục thông đây phu năng lục dây miên tơ sa thá miên pro bay mà rồi pram từ qua chạ sài ta tầm hôm năng mà rồi pram đại miên rư cọt pro bay toàn nhé chìm rư bầm màn các bá năng chìm rư toàn nhé ông bàn chẳng giờ ta đây cô nha đây tụi nó thì chỉ cô bà sân giờ đây nâng mà rơi rồi còn rồi prám trời ơi bà ôn xây pi nè này khóc sắp hiện rơi nữa không tụi hôm đây sọc bà mà rồi prám kết tư với sai bà man kết tư với sai sắp mét rồi có sai sắp mùi mẹ pi nè này ta trời bán chùm rơi bà man chùm rơi tại đây tụi nó thì cài sắp cứ tới cài sắp ai đâu kia giờ mấy cái đó ở bàn tụi hôm băng khía ở đây là toàn đấy bà à bàn lúc gì lúc ta khi ông dây chắc ai có phía bọt ta bong xong nha bong xong ai bà sân giờ bong ai cái đam đồn hơi kì miệt đây tôi mốc đôi bà ôn cho tư hay vô tầm phúng đấy đá ban vọt với ngay cả bàn chạy bà bòn hay luôn mì phúng luôn mì khúng thư lịch khách bà chạy bà chọc xong nông rương nâng chọc bì bì nâng ọt miên rương to từ tiệt toán bàn bà nâng bàn nâng nhoanh bàn à bì nè à linh à linh ta bong xong ta vì môn xong kia ta đọc mai tìm ao ý phong là lấy cái ao ý hô đọc cái cô khấy à ta có mọt à lấy bọn ôm ai lại đây bà thân qua tao khơi cái bàn hỏi phải mày đang kết tam đang ôm á kết đói tao phải đói khỏi phải mày kết đây thằng bằng đây kết tam đang đây cha toàn nè cha bà thân giờ bọn kết tha lấy mũ sụt kết đấy nè cha tham rồi cha chuẩn bị cài sập ôn từ giờ đây bị nhói đã đầu ao nắng sai sập máy chuẩn bị cài sập cha toàn nè thầy giờ thì chạy khné chúng mới pin nè đi thầy ông mày phúng luôn cái bốc nó tin nó sập ơi mày phúng toàn nè ông chỉ chặt tung mà nè dù hơi ông thưa xa xây đằng lưng hết thưa lịch khách can cặp đây đang đây ao ấy bong bong nó cột mồi dưa nó bị chọc trong bàn nâng toàn ấy toàn bong gì ấy cha bàn ấy bàn nâng cha nhón bàn ấy bàn lục dây lục ba ai có phía bắc sông chọc hay do sầm do lập tập này cả đọc lại bọc giống tập chọc rồi má bàn chọc ôm lại em xem mặt tôi ôm đây bảo qua khơi cái ba mà hỏi chết cái ta đang ôm á lấy che lấy bong lấy che bong xong mập nè cha lục mà đai còn dây tham mà rồi trầm nè 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 đây bị cá khnào là đai chọc khnào đây ôm chọc cái thằng tôi bốc đây cái thằng bong ao giờ tụng hôm đấy để miếng sạc đan nó bốc được cái này toàn đấy sạc bong sẵn á lấy cái mồi của bạc kết bong pro cái này hay nâng lục mà đái tham mấy rồi pram tay bong kết tham bạc kết pram cái tôi kết từ rồi cái ba này kết từ rồi ba này toàn đấy cái từ đó đây có bao sai sấp chỉ mới phải sợ chỉ mới cài sấp ở kia thôi tập bàn hay tôi bốc cái này được toàn đấy hay bong xây cái này từ pí bốc chỉ pí hai cái mồi xuống cái này
ពូជាពីរហើយដាក់ឈ្មោះរៀងខ្លួនណាអ៊ំមិនខុំចាហើយញញដីហ្នឹងគឺឯងសុំពេលហ្នឹងដាក់ឈ្មោះឯងឲ្យហើយទៅតើនេះបញ្ចប់រឿងលោកឯកដំខ្ញុំសុំនិយាយម៉ាត់និយាយថាបើវាស់ឃើញដូចខ្ញុំថាចាច់ធីស៊ីសងថាទៅវាស់ឃើញតបភ្នែកលោកឯកដំអើបងនិយាយអញ្ចឹងតើទៅវាស់ជាក់ស្ដែងតើនេះវាស់ជាក់ស្ដែងឃើញប៉ណ្ណាច់ឲ្យគិតប៉ណ្ណឹងតាមអ្វីដែលបានបងបានគិតហ្នឹងណាបងបានដោះស្រាយឲ្យហ្នឹងតើនេះបានទេប៉ណ្ណឹង60 40 40បានមកបងស្រីពីរនាក់ 60% បានមកបងប្រុសណាតើនេះចាបានហើយចាំលោកយាយលោកតាមិនទៅយើងដោះប៉ណ្ណឹងបានទេបាទអញ្ចឹងសូមចប់មកវគ្គថោណាណែជូនអ៊ំមេឃុំមកអ៊ំមេឃុំមានកោហូបទេមកសួរមើលជូនថាវិការអ៊ំមេឃុំ100,000ផងអ៊ំចាស់ហើយមេភូមិច្រឡំមេឃុំមេឃុំនៅស្រស់ណាស់និយាយមេភូមិមិញហើយចំណោះបោកជាប់មាត់ឃើញទេជាប់មាត់អញ្ចឹងតោះបានអញ្ចឹងចប់មកវគ្គ